Thiếu máu hả? Thiếu máu thì chắc là các bạn cũng đã nghe rồi đúng không? Mình sẽ có một số cái triệu chứng mà mình cứ khi có triệu chứng đó là mình nghĩ tới là thiếu máu liền đúng không? Như là chóng mặt, hoa mắt gì đó ha, hay huyết áp thấp, hay đại khái là thay đổi tư thế thì mình cảm thấy chóng mặt hơn, rồi mệt mỏi này nọ ha, kém tập trung thì nó cũng là thiếu máu. Nhưng mà tất nhiên cái triệu chứng đó là những cái triệu chứng không điển hình ha. Nếu chúng ta đã học cái phần sinh lý thực hành thì chắc là giáo viên cũng đã nhắc các bạn rồi đúng không? Thiếu máu thì chúng ta dựa hoàn toàn chẩn đoán vào cái xét nghiệm chứ không có dựa vào triệu chứng, tại vì những triệu chứng nó không điển hình, tại vì nó có thể là gặp ở rất nhiều bệnh nên cái triệu chứng đó người ta gọi là không có điển hình của cái bệnh đó. Như vậy thì mình sẽ nói tới một số cái vấn đề liên quan tới máu. Thì thiếu máu ở đây đầu tiên mình phải nói tới về cái định nghĩa của nó, tại vì nó là quan trọng nhất. Và khi mà chúng ta nhìn thấy định nghĩa của nó thì từ đó, như bữa trước tôi cũng đã nói các bạn, từ cái định nghĩa đó các bạn có thể suy ra được triệu chứng, có thể suy ra được cái xét nghiệm, suy được mình cần cái gì, mình phải điều trị cái gì. Thì đôi khi cái định nghĩa nó sẽ thể hiện chúng ta hết. Như vậy thì trong cái định nghĩa của thiếu máu mình thấy trên cái slide tôi cũng đã để đó là nó là giảm cái số lượng hồng cầu hoặc là giảm cái nồng độ huyết tố. Số lượng hồng cầu của mình đây chính là cái RBC đó, trong cái xét nghiệm máu của mình. Và cái nồng độ huyết tố chính là HGB, là hemoglobin thôi, ở máu ngoại vi, có nghĩa là mình sẽ xét nghiệm ở máu ngoại vi. Khi mà nó thiếu như vậy thì nó sẽ làm dẫn tới cái tình trạng là oxy trong máu của mình nó cũng sẽ không đủ để cung cấp cho cái hoạt động sống, hoạt động thông thường của mình. Như vậy thì đó người ta gọi là thiếu máu. Và cái định nghĩa này thì nó cũng đã tương đối lâu lắm rồi. Còn định nghĩa bây giờ là người ta định nghĩa luôn dựa vào cái nồng độ hemoglobin luôn. Có nghĩa là chỉ cần một mình cái hemoglobin đó mà nó giảm thôi là mình có thể kết luận luôn là người ta bị thiếu máu rồi. Đó là từ cái định nghĩa mới của WHO. Như vậy thì đây mình sẽ thấy ha. Có nghĩa là khi một người thiếu máu là mình hiểu theo cái định nghĩa này, có nghĩa là người ta phải thiếu về số lượng hồng cầu. Đúng không? Số lượng hồng cầu hoặc là hemoglobin là cũng là thành phần cấu tạo hồng cầu. Nên có nghĩa là cái bệnh thiếu máu này là bệnh nhắc tới về hồng cầu. Mà nó không có liên quan gì tới huyết tương, hay là mình nghĩ ở máu, trong máu của mình có hai thành phần là huyết cầu và huyết tương. Như vậy thì khi thiếu huyết tương cũng gọi là thiếu máu chứ, nhưng thật ra không phải. Cái thuật ngữ mà người ta sử dụng thiếu máu đó là người ta sử dụng bằng cái từ đó là dành riêng cho cái hồng cầu thôi. Còn những cái bệnh lý về bạch cầu hay bệnh lý về tiểu cầu đó là cái bệnh lý riêng, nó không liên quan gì hết. À, cái thuật ngữ này chúng ta phải nhớ ha. Rồi còn nếu mà vấn đề về huyết tương thật ra nó cũng là thành phần của máu, nhưng mà khi vấn đề về huyết tương người ta gọi nó là dịch tuần hoàn. Nên là những cái thuật ngữ đó chúng ta phải lưu ý, không có để lẫn lộn với nhau. Nhưng mà thì khi một người bị thiếu máu là mình thấy là máu của mình chính là hemoglobin đi, thiếu máu đây gọi là thiếu hemoglobin. Nhưng mà thì hemoglobin của mình có vai trò cấu tạo nên hồng cầu, và nó có một cái vai trò quan trọng nữa là gì ạ? Vận chuyển oxy. Như vậy thì khi trường hợp mình không có đủ nồng độ hemoglobin thì mình sẽ không có đủ oxy. Như vậy thì không có đủ oxy thì chắc chắn là khi chúng ta làm việc giống như tình trạng ta bị thiếu oxy vậy đó, mình sẽ dễ mệt và khó thở. Nên là tại sao các bạn thấy ha, cái triệu chứng của lúc nãy tôi đã nhắc tới là triệu chứng của những người thiếu máu, họ có thể là mệt khi họ gắng sức này, hay họ mệt mỏi kém tập trung, đó là một cái tình trạng thể hiện tình trạng thiếu oxy. Nhưng mà thiếu oxy này bữa sau mình sẽ học về cái xương hô hấp, mình sẽ thấy cái sự thiếu oxy này nó không giống với thiếu oxy của cái bệnh lý hô hấp. Nha. Thiếu oxy của hô hấp là người ta không có cái nguồn cung vào luôn, hoặc người ta bị rối loạn gì đó trong cái việc trao đổi oxy. Còn cái vấn đề ở đây là có oxy tới đó, nhưng mà người ta không có đủ cái phương tiện vận chuyển oxy đó đi vào trong cơ quan. Nha. Giống như là chúng ta có nhu cầu quá nhiều nhưng mà lại không có nhiều xe buýt để mình di chuyển, nhưng mà cứ kẹt hoài, hoặc là cái xe đó quá tải. Đại khái như vậy, nghĩa là mình không có đủ phương tiện. Rồi thì cái hemoglobin đây chính là cái phương tiện để vận chuyển oxy. Và khi mình thiếu nó thì mình sẽ không có đủ phương tiện. Nha. Rồi, như vậy thì khi mà thiếu máu thì người ta lại phải so sánh với một cái đối tượng tương đồng. Ví dụ như là ở đây mình có một cái câu, có nghĩa là ở một người thiếu máu, gọi là thiếu máu khi mà cái huyết sắc tố, có nghĩa là cái hemoglobin đó, nó phải thấp hơn mức độ của một người khỏe mạnh cùng giới, cùng độ tuổi và cùng sống chung một môi trường. Thì cái này mình phải quay lại về sinh lý một chút để mình nhớ lại ha. Là cái hồng cầu của mình ấy, thì đối với giới nam và nữ thì hồng cầu của mình ở nam sẽ nhiều hơn nữ, đúng không ạ? Là do cái testosterone. Như vậy thì mình phải so sánh cùng một giới tính. Và tất nhiên ở đây thế hệ bây giờ thì mình thấy là gọi là phi giới tính rồi, người ta không còn cái phân biệt về giới tính nam hay nữ, nhìn ở bên ngoài không biết. Nhưng mà vấn đề là cái nồng độ testosterone ở đâu cao hơn. Dù người ta có là chuyển giới hay không chuyển giới thì cũng là kệ người ta. Nhưng mà vấn đề là mình phải xác định coi testosterone họ nhiều hết thôi. Thì khi mà testosterone nhiều thì đồng nghĩa với việc là hemoglobin của mình nó cũng sẽ nhiều. Còn về tuổi thì khi mà mình càng lớn tuổi đó, thì cái yếu tố mà sinh hồng cầu nó càng giảm đi. Ví dụ là người lớn tuổi thì cái nồng độ hồng cầu của họ sẽ thấp hơn mình, nên là mình cũng không thể nào so sánh hai đối tượng nó được. Rồi thêm những người cùng sống trong môi trường, có nghĩa là môi trường ở đây là cái vùng thấp và cái vùng cao, vùng đồng bằng hay là vùng núi,
Thì như sinh lý mình biết rồi, những cái người mà sống ở vùng núi thì cái nồng độ hemoglobin của họ sẽ cao hơn, tại vì ở trên đó thì cái nồng độ oxy nó thấp, nên chính vì vậy họ phải sinh ra nhiều, cái nồng độ hemoglobin nó phải nhiều hơn để bắt cái oxy ở trên cái với lại cái áp suất ở cái chỗ cao đó. Như vậy thì cái vấn đề là chúng ta phải so sánh ở cùng một cái địa điểm như vậy. Nên là nếu mà người ta sống ở đồng miền núi thì mình không thể nào so sánh với họ được, chắc chắn là cái nồng độ hemoglobin của họ sẽ cao hơn. Nhưng mà nếu mà họ xuống núi thì họ sẽ giống mình thôi, ha? Nghĩa là nồng độ hemoglobin dư thừa đó nó sẽ mất đi. Đó, nên là chính vì vậy mình phải so sánh ở trên cùng một cái tình trạng, chứ không thể nào mình so sánh chặt chặt được. Như vậy thì ở đây về thực tế thì sao? Người ta có phân như vậy không? Thực tế là không. Người ta không có phân là tôi ở bệnh viện ở trên cao này tôi sẽ có nồng độ, cái máy của tôi nó sẽ ra cái range tham chiếu nó sẽ khác. Không, người ta không có phân. Thực tế người ta không có phân. Nhưng mà mình phải hiểu là như vậy thôi. Thực tế người ta có một cái khoảng khá là rộng ở cái nồng độ hemoglobin, nồng độ của RBC ha, những cái xét nghiệm máu của mình đó, một cái khoảng range tham chiếu rất là rộng. Thì giải trừ những cái bệnh viện đặc thù ví dụ là phụ sản này hay là nhi này, em bé này thì người ta có cái range tham chiếu khác mình thôi. Chứ còn đối với người trưởng thành mà trên 15 tuổi thì người ta so sánh trên một cái range tham chiếu. Như vậy thì cái đó thì mình thì thực tế là như vậy, nhưng mà để mình phải hiểu là khi mình muốn so sánh cụ thể về số lượng của từng hồng cầu thì nó phải trên một cùng một đối tượng ha, cùng một môi trường. Như vậy thì từ đây mình thấy ha, cái định nghĩa đã thể hiện rất là rõ, thiếu máu là thiếu hồng cầu và thiếu hemoglobin hoặc là thiếu hemoglobin. Rồi bây giờ mình sẽ xem lại thì đây hemoglobin của mình ha, đây là một cái phân tích huyết độ mà các bạn đã từng học lúc mà các bạn học thực hành sinh lý là đã các viên cũng đã hướng dẫn các bạn này rồi đúng không ạ? Thì khi mà thiếu máu thì các cô thường dạy, các giáo viên thường hướng dẫn các bạn đó là khi mà mình sẽ nhìn là ba cái chỉ số đầu tiên ở trong cái dòng hồng cầu đó là RBC, HGB và HCT. Như vậy thì trong ba cái dòng này thì cái hemoglobin là cái ý nghĩa nhất. Như tôi đã nói là bây giờ tiêu chuẩn của WHO là người ta đưa cái hemoglobin vào luôn, nên là cái việc mình thiếu RBC, HCT nó không còn quan trọng nữa. Vậy thì tại sao mà hemoglobin đã giảm rồi, thiếu rồi mà RBC đôi khi nó bình thường? Thì đó chỉ là như cái trường hợp này thì nó bị ngược lại. Nhưng mà mình thấy này, thường á, tại vì đấy là mình lấy máu ngoại vi. Máu ngoại vi có nghĩa là mình lấy từ bên ngoài đó, bên vùng vùng ngoại vi của mình á, như là vùng ngọn chi này, tay chân, những cái tĩnh mạch ở ngoại vi thôi, chứ mình không có lấy ở trung tâm, có nghĩa là từ tim ra. Như vậy thì khi mà cái vòng tuần hoàn của mình á, khi mà nó tới ngoại vi á, thì khi mình lấy máu ra người ta có thiếu máu nha, trong giai đoạn đầu, mà trong chỉ vòng một một hai giờ đầu có thể nó chưa thay đổi kịp, tại vì ngoại vi mà nó vẫn nhận máu đó. Giống như các bạn thấy một người họ bị ngưng tim đi, nhưng mà trước khi mà họ lạnh ấy, thì họ vẫn còn ấm mặc dù họ đã ngưng tim rồi, tại vì sao? Cái máu ngoại vi nó vẫn còn tươi đó. Như vậy thì để mình hiểu như vậy ha, có nghĩa là khi mình lấy máu ngoại vi thì đôi khi nó sẽ phản ánh không hoàn toàn chính xác cái chuyện đó, nhưng mà sau đó khoảng chừng 1-2 tiếng sau nó sẽ thay đổi đó. Nên là để mình hiểu, vậy nên là chính vì vậy người ta sử dụng hoàn toàn là dựa vào cái hemoglobin. Hemoglobin là yếu tố thay đổi sớm nhất, và nó dù là ngoại vi hay không ngoại vi thì nó cũng nằm sẵn trong máu rồi. Nên là cái nồng độ hemoglobin nó thay đổi khá là sớm, nên mình thường nhận định, mình thường sẽ đưa cái nên hemoglobin ta đưa vào trong cái định nghĩa của những người mà bị thiếu máu. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào thiếu máu á, thì như tôi nói lúc nãy là cái triệu chứng nó không phải là quá rõ ràng, nên là mình sẽ dựa vào cận lâm sàng. Và thêm một điều nữa, cái việc thiếu máu người ta cũng không phải là quá khó điều trị. Tất nhiên có những cái bệnh lý mãn tính, có những bệnh lý cấp tính, có những bệnh lý điều trị hết, có những bệnh lý không, nhưng mà vấn đề không phải là thiếu máu thì vấn đề chính là mình bị thiếu hồng cầu đúng không? Như vậy mình cứ bù máu thôi. Thì đó chỉ là điều trị triệu chứng. Trong đây thì trong cái trường hợp mà mình điều trị bằng cái đó chỉ là điều trị triệu chứng. Cái vấn đề là mình phải điều trị sao cho triệt để. Giống như các bạn bị tiêu chảy đi, sẽ phải bù nước, các bạn phải uống Orezon, đó là điều đương nhiên. Nhưng đó chỉ là điều trị triệu chứng, nó không thể là triệt để. Triệt để là tôi phải tìm xem tại sao các bạn bị tiêu chảy này, thì đó mới là nguyên nhân. Nó cũng tương tự như vậy, có nghĩa là chúng ta chủ yếu là chúng ta phải làm sao tìm được nguyên nhân, chứ điều trị nó thì không khó. Như vậy thì mình sẽ đi vào một số cái nhóm nguyên nhân của thiếu máu. Ở đây mình sẽ có một số yếu tố. Thứ nhất đó là cái hồng cầu của mình. Cái hồng cầu của mình á, thì nó được được sản sinh, nó được cấu tạo bởi hemoglobin, mà hemoglobin thì các bạn cũng biết nó được cấu tạo bởi hemoglobin, thì trong đó nó lại có những cái thành phần để cấu tạo nên hemoglobin nữa. Như vậy thì đầu tiên cái việc mà thiếu hồng cầu của mình nó có thể xảy ra do chúng ta bị thiếu cái sản phẩm cấu tạo nên nó là mình thiếu. Thì đây mình có những cái sản phẩm mà mình hay gặp nhất, ví dụ như là mình có thể nhắc tới là sắt này, acid folic này, hay là cái vitamin B12 là cái thành phần cấu tạo nên cái hồng cầu.
Khi nó thiếu thì chắc chắn mình cũng sẽ thiếu máu. Rồi, những trường hợp như chúng ta bị bất thường về tủy xương, có nghĩa đây là mình gọi là giảm sinh về hồng cầu. Hồng cầu mình nó không có sinh đủ số lượng đó. Ha. Tủy xương ở đây thì các bạn biết rồi, tủy xương không phải chỉ sinh ra hồng cầu ha. Nhắc lại, tủy xương của mình sẽ sinh ra ba dòng tế bào luôn, là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Như vậy thì tủy xương của mình khi mà trường hợp nó không còn đủ chức năng nữa, người ta gọi là suy tủy, thì nó sẽ không sinh ra được hồng cầu nữa. Như vậy thì mình cũng bị thiếu máu luôn. Thì cái suy tủy nó là một cái bệnh lý, chính xác hơn là một cái bệnh lý loại trừ, có nghĩa là một người họ bị thiếu máu, chúng ta thường sẽ chẩn đoán từ những cái chẩn đoán nhẹ đến chẩn đoán nặng, chứ không bao giờ mình thấy một người thiếu máu cái mình nghĩ ngay ôi họ suy tủy. Tại vì sao? Tại vì tủy của mỗi bệnh nó sẽ khác nhau. Thì đa phần người ta bị thiếu máu trong những trường hợp, đa phần những cái bệnh lý thông thường thôi, như ví dụ người ta thiếu yếu tố cấu tạo này, thiếu thành phần cấu tạo này, người ta bị những bệnh lý mãn tính, phần lớn là người ta bị những nguyên nhân đó. Nên mình phải tìm vào những nguyên nhân đó có hay không. Còn trong trường hợp tìm rồi cái nguyên nhân này không có, nguyên nhân kia không có, thì có thể cuối cùng mình mới nghĩ tới người ta bị suy tủy, hoặc nó có thêm những yếu tố khác để mình nghĩ tới suy tủy. Chứ không phải là cứ auto các bạn thấy là ô người ta thiếu máu là người ta bị suy tủy. Suy tủy nó là một cái chẩn đoán cuối cùng mà mình nghĩ tới. Rồi ngoài ra những trường hợp khác, ví dụ như là mình thiếu cái erythropoietin. Erythropoietin đó là một cái thành phần mà được tạo ra bởi sắt và y lượng, được tạo ra bởi thận và gan. Nó được tạo ra ở hai cơ quan đó, là thận là chủ yếu. Như vậy thì trong trường hợp mà thiếu erythropoietin, erythropoietin là một cái nội tiết tố và nó có vai trò là kích thích sinh hồng cầu. Có nghĩa là tủy xương này sẽ sinh ra hồng cầu, chắc chắn nó vẫn sẽ sinh. Nhưng mà có eri thì nó sẽ làm cho cái việc sinh ra hồng cầu nó sẽ tốt hơn và nó nhiều hơn và đủ được cái chức năng mà cái hemoglobin của mình nó phải làm được, phải làm công việc của nó. Như trong trường hợp mà mình erythropoietin mình thiếu, ví dụ nó trong cái thận hay bệnh lý gan, các bạn sau này các bạn học các bạn cũng sẽ thấy là khi mà thiếu nó thì người ta sẽ bị thiếu máu. Nha, thì tổn thương những cơ quan đó như là thận hay là gan thì người ta sẽ thiếu máu. Thì thận ấy, thì nó giữ vai trò chủ yếu, nên các bạn thấy những người mà suy thận, đặc biệt là suy thận giai đoạn cuối á, thì các bạn thấy là họ sẽ rất là nhợt nhạt, xanh xao. Tại vì cái vấn đề là không có sinh ra được cái eri này nữa, nên là nó sẽ gây cái tình trạng là họ thiếu máu mãn tính luôn. Thì những trường hợp đó đôi khi họ phải sử dụng thêm cái erythropoietin ngoại sinh để tiêm vào. Nhưng mà nói chung là đối với những cái trường hợp như vậy thì cái khả năng mà phục hồi là cũng hơi kém, tại vì nó không còn sản xuất ra tự nhiên nữa, nên nó khả năng mình tiêm và nó cũng không có bồi hoàn đủ. Thì đó là hai cái nguyên nhân nhóm lớn để trong cái việc mà mình bị giảm sinh hồng cầu. Thứ nhất đó là do giảm cái thành phần nguyên liệu ha, giảm cái nguyên liệu thành phần cấu tạo. Cái thứ hai đó là do bệnh lý của tủy tủy. Rồi cái nhóm thứ hai trong cái nguyên nhân này đó chính là do tan máu, có nghĩa là hồng cầu mình nó được sản sinh đó nhưng mà nó bị vỡ ra. Rồi nó bị vỡ ra người ta gọi là tan máu hoặc là tán huyết, dùng từ nào cũng được, đó là cái thuật ngữ tan máu để mình hiểu là hồng cầu nó vỡ. Như vậy thì ở đây mình có hai loại tan máu, đó nghĩa là tan máu do cái bản thân hồng cầu hay là tan máu do một yếu tố từ bên ngoài tới. Như vậy do bản thân hồng cầu có nghĩa là sinh ra tự nhiên hồng cầu nó vỡ ra, thì đó là tan máu do các bạn hồng cầu. Cái này mình hay gặp nhất trong cái nhóm bệnh, đó là bệnh thalassemia. Thalassemia nó là bệnh thiếu máu tán huyết, gọi từ ngữ nó như vậy, có nghĩa là nó bị hồng cầu nó bị vỡ ra. Thì cái thalassemia này nó là do hai cái gen lặn kết hợp với nhau, khi mà có cùng kết hợp với nhau thì nó sẽ gây ra cái bệnh lý này. Thì nó có hai cái thể là thể alpha và thể beta, nó cũng khá là phức tạp, nhưng mình nó sơ qua thôi. Thì cái thalassemia này á, thì đa phần ở người châu Á mình, đặc biệt là cái khu vực Đông Nam Á, thì chúng ta có những cái người họ dị hợp tử của cái bệnh lý này. Dị hợp tử có nghĩa là nó là gen lặn mà, nên là nó sẽ không có phát bệnh, nhưng mà nó sẽ có cái gen bệnh tiềm ẩn. Như vậy thì khi hai người cùng dị hợp tử mà họ lấy nhau, họ kết hợp với nhau, thì chắc chắn là đứa trẻ sinh ra có thể trong những đứa trẻ đó nó sẽ bị thalassemia. Và cái tỷ lệ dị hợp tử ở người châu khu vực châu Á mình, Đông Nam Á mình khá là nhiều, đặc biệt của Việt Nam cũng nhiều nữa. Đó là ngày xưa người ta mới nói là chúng ta không nên lấy những người cùng huyết thống, rồi sau này thì rộng hơn là chúng ta phải xét nghiệm gọi là xét nghiệm tiền hôn nhân á, tiền hôn nhân để xem coi là cái gen của mình như thế nào, để tránh cái việc mà mình kết hợp hai cái trường hợp, kết hợp hai cái dị hợp tử lại với nhau. Nhưng mà tất nhiên thì đó chỉ là những cái khuyến cáo thôi, nên để mình biết là như vậy. Nhưng rõ ràng là nó sẽ tăng cái tỷ lệ nếu như những người cùng dị hợp tử mà lấy nhau. Cái đó là cái biến dạng của hồng cầu hay sự bất thường của hồng cầu. Ngoài ra có những cái bất thường khác, ví dụ như là hồng cầu mình nó không có hình dĩa hay mặt lõm nữa, mà nó là hình tròn hay là nó hình liềm. Thì những cái trường hợp đó thì nó sẽ vừa không có chức năng mà hồng cầu mình nó dễ vỡ.
hình liềm thì nó giống như cái lưỡi liềm các bạn, nó hình khuyết ấy, nếu trăng khuyết ấy, thì nó sẽ cong như vậy, thì nó sẽ gây cái tình trạng nó sẽ thứ nhất là tổn thương thành mạch, cái thứ hai là sẽ vỡ, còn cầu mình sẽ vỡ nó sẽ tự giống như là cái lưỡi liềm vậy đó, nó sẽ sắc nhọn và nó sẽ tự làm vỡ nhau tổn thương như vậy, thì nó hoặc nó sẽ tắc cái mạch máu của mình nữa. À, nên hồng cầu hình liềm nó gọi là HPS, hồng cầu HPS của mình là HPA1 và HPA2 ha, hemoglobin của mình là A1 và A2 do cái chuỗi globulin của mình nó kết hợp, còn HPS nó là cầu hình liềm. Còn cái HPF, HPF ở đây á, cái từ để các bạn thấy này, nó là hồng cầu mà xảy ở những đứa trẻ trong bào thai thì nó là HPF, nhưng mà khi nó sinh ra, nó vừa sinh ra thôi thì cái HPF đó nó sẽ vỡ và nó sẽ thay thế bằng HPA1 và HPA2 của người trưởng thành. Như vậy thì khi mà bạn thấy những em bé mới sinh ấy, nó hay bị vàng da thì đây là do nó bị vỡ HPF thì nó thay thế HPA. Đây là cái thời gian mà người ta ước đoán là nó HPF này nó vỡ hết khoảng chừng từ 7 ngày tới 10 ngày gì đó thôi. Thì nếu trường hợp đứa bé mà sinh ra mà quá 10 ngày rồi mà nó vẫn vàng da, như vậy thì mình cũng phải xem coi là nó có bị cái vấn đề này hay không, hay là những cái tán huyết cho nguyên nhân khác, nó đại khái như vậy ha. Rồi cái nhóm rối loạn do men hồng cầu, cái rối loạn này tại đây mình có một cái men quan trọng để tạo nên cái hồng cầu của mình đó, đó là men C6BD. Nó là bệnh lý liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính X. Thì cái bệnh thì khi người ta thiếu cái men này, hồng cầu nó cũng sẽ dễ vỡ, có nghĩa là nó làm cái thành mạch, y lộ sổ là cái thành cái vỏ của cái hồng cầu ấy, nó sẽ không có còn tốt nữa, nó sẽ bị dễ bị vỡ hơn. Rồi những nguyên nhân mà khác không phải hồng cầu, tán huyết nhưng mà nguyên nhân khác, ví dụ như là người ta bị hóa trị hay xạ trị nè, nó cũng hay gặp lắm. Những người điều trị ung thư đấy họ cũng bị tán huyết. Rồi hay là những trường hợp mà thuốc, những cái thuốc nhóm thuốc mà hại độc thì nó cũng gây tán huyết. Rồi hay là những cái thuốc mà như là thuốc điều trị sốt xuất huyết, sốt rét các bạn thì cũng có tán huyết luôn. Nó cũng gây tán huyết, hay là thuốc điều trị lao, những thuốc mà nặng ấy, thì tùy vào đáp ứng của mỗi người họ có thể gây tán huyết. Rồi hay là những cái thuốc, hay là một cái điều đặc biệt nữa đó chính là truyền nhầm nhóm máu. Truyền nhầm nhóm máu là tán huyết. Nhưng mà nguyên nhân đó là nguyên nhân bên ngoài, không phải là nguyên nhân của hồng cầu, mình khắc phục được. Vậy truyền nhầm nhóm máu ở đây là nghĩa là như hôm trước các bạn đã học về nhóm máu rồi trong cái bài thực hành sinh lý rồi ha. Nhóm máu A với nhóm B thì không thể truyền qua truyền lại nhau được đúng không? Vậy khi nó truyền nhau vậy thì kháng thể sẽ sinh ra và tiêu diệt cái tế bào hồng cầu đó. Như vậy sẽ gây hiện tượng là tán huyết, hồng cầu nó sẽ vỡ ra. Đấy. Hay là những trường hợp mà máu mẹ máu con hệ hệ rh suýt là tôi cũng ở trong cái sinh lý mình cũng đã nhắc tới ha, mẹ mẹ rh suýt âm mà sinh con rh suýt dương đó thì cũng sẽ gây hiện tượng tán huyết ở trên thai nhi đó, đó là những cái trường hợp mà vỡ hồng cầu hoặc là tán huyết ha. Rồi cái nhóm cuối cùng ở trong cái nguyên nhân này đó là do chảy máu. Chảy máu thì quá đơn giản rồi, có nghĩa là không phải nguyên nhân gì bất thường gì của cái quá trình sinh ra hồng cầu hết, hay hồng cầu vỡ gì hết, mà chỉ là hồng cầu nó chảy ra theo cái dòng máu chảy ra thôi. Giống như chúng ta bị mất nước vậy đó, đó giống kiểu vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ những trường hợp đó thường hay gặp nhất là trong chấn thương, chấn thương hay là tai nạn lao động sinh hoạt giao thông gì đó, thì nó sẽ gây cái tình trạng là chảy máu. Thì ở đây chảy máu có thể nó trong trường hợp chấn thương cấp thì nó sẽ là mất máu cấp đấy. Ví dụ như người ta bị chấn thương này, người ta bị gãy xương này, như vậy thì người ta sẽ có thể mất máu. Còn những trong trường hợp mãn tính, ví dụ như người ta bị trĩ này hay bị giun sáng này, thì cái mất máu của họ, cái thiếu máu đó nó không phải là thiếu máu cấp nữa, có thể là thiếu máu mạng. Đó, như vậy thì nói chung là tất cả những nguyên nhân mà cái máu của mình nó bị chảy ra bên ngoài đấy thì nó sẽ gây cái tình trạng là mình thiếu máu thôi. Đó là nguyên nhân nhóm cuối cùng. Như vậy thì tóm lại là chúng ta sẽ có ba nhóm ha các bạn. Nhóm thứ nhất đó là nhóm do không sinh ra được hồng cầu. Không sinh thì đây mình sẽ có hai thành hai 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 tha hai cái cấu thành lên nó. Thứ nhất đó là cái không có nguyên liệu, cái thứ hai là vấn đề về tủy. Rồi còn nhóm thứ hai của mình đó là nhóm tán huyết. Tán huyết thì hoặc là do bản thân hồng cầu hoặc là do không phải hồng cầu. Thì tán huyết mà do bản thân hồng cầu thì những cái bệnh lý về gen như nãy giờ mình đã nói tới, thiếu men hay là do gen gì đó, rồi hồng cầu hình liềm GS gì đó. Rồi còn cái nhóm mà không phải do hồng cầu ấy thì đó là những cái tác nhân từ bên ngoài tới, như là xạ hay là hóa hay là thuốc men gì đó, đại khái như vậy, hay là truyền máu. Rồi còn nhóm thứ ba đó là nhóm còn lại, đó là cái nhóm mà chấn thương do mình bị chảy máu thoát ra bên ngoài. Rồi đó là ba cái nhóm nguyên nhân. Như vậy thì vấn đề ở một người họ thiếu máu, các bạn sẽ không khó để chẩn đoán họ, không khó. Thứ nhất mình có thể nhìn vào triệu chứng, như tôi đã nói, triệu chứng thì có thể không điển hình, rồi đồng ý luôn, mình cho họ đi xét nghiệm, chỉ cần mình thấy kết quả xét nghiệm thôi mình biết là họ thiếu máu rồi.
đúng không? Như vậy thì vấn đề ở đây là mình phải tìm coi họ thiếu máu cái gì, thiếu máu như thế nào, và mình phải coi cái nguyên nhân là gì thì mới bị điều trị đã được. Nên là tại sao khi mà các bạn học thực hành sinh lý ở trong các bài phân tích huyết cầu, các bạn phải biết là người ta thiếu máu loại nào, à, đó là để mình phục vụ cho cái bài hôm nay, đó là để mình coi coi nguyên nhân đó là gì là mình điều trị cho mới hết được. Rồi như vậy thì ở đây về cái phân loại thiếu máu, người ta có thể phân theo nguyên cái nhóm nguyên nhân nãy mình đã nói ha, hay là người ta có thể phân theo tình trạng cấp hay mạn, hoặc là người ta có thể phân theo cái hồng cầu to nhỏ, hay là thể tích hồng cầu ở MCV đó là bình thường to hay là nhỏ. Thì ở đây nhắc lại một số cái yếu tố ở trong cái huyết đồ này ha, để mình ôm lại thôi. Thì đây ba cái yếu tố về thiếu máu mình sẽ nhắc tới là RBC, HBB và HCT. Nhưng mà các bạn nhớ không tôi ha, học đến bài hôm nay rồi thì mình phải hiểu HBB nó là yếu tố quan trọng nhất. Còn đối với MCV nó là cái thể tích trung bình của hồng cầu, à, thì mình sẽ có hồng cầu to này, hồng cầu nhỏ này, hồng cầu đẳng bào đấy. À, còn MCH và MCH thì nó quyết định về cái màu sắc của hồng cầu, đó là nồng độ của hemoglobin. Như vậy thì nó có thể là u sắc này, nhược sắc hoặc là đẳng sắc. À, còn RDPK thì trong cái bài thiếu máu này mình không nhắc tới thế này. À, rồi như vậy thì đó là những cái yếu tố lấy nữa các bạn sẽ được nhắc lại nó ở trong cái phần xét nghiệm. À, rồi mình đi vào cái thiếu máu, người ta phân loại theo cấp và mạn. Thì cái cấp tính và mạn tính thì chúng ta phải hiểu là khi mình nhìn thấy một người họ mất máu, đó là họ đang thiếu máu cấp rồi đấy. Có thể họ sẽ thiếu máu cấp. Như vậy thì mình phải tìm coi cái nguyên nhân gì họ đang thiếu máu cấp như vậy. Họ đang ói ra máu, nôn ra máu, đi tiêu ra máu, à thì có thể vấn đề của tiêu hóa. Nhưng mà nếu họ bị chấn thương xong mà họ bị thiếu máu thì đó là vấn đề của chảy máu do chấn thương. À, như vậy thì mình phải điều trị triệt để được cái nguyên nhân đó thì người ta mới cầm máu được. Còn nếu mà mình không có điều trị được cái nguồn mà họ chảy á, thì mình có bồi máu vào bao nhiêu, mình có bù vào bao nhiêu dân nữa thì người ta vẫn sẽ thiếu máu nữa. À, đó. Nên là mình phải phải chắc được cái dòng mà nó bị rò rỉ ra ngoài đó. Như vậy thì cái thiếu máu cấp tính ở đây thì đa phần những nguyên nhân nó thường là cấp tính thôi. Ví dụ như là người ta truyền máu xong rồi tán huyết luôn, hay là cũng là gây tình trạng thiếu máu, hay là người ta bị chấn thương. À, hay là người ta bị xuất huyết ồ ạt, người ta ói ra quá chừng luôn, à, máu quá chừng luôn. À, như vậy thì đối với những trường hợp mà mình có một cái bài số huyết tiêu hóa riêng, cho các bạn lưu ý ha, máu với lại dịch mình phải phân biệt hai cái đó với nhau. Có nghĩa là người ta nôn ra đó là máu nhiều hay là dịch nhiều, à, mình phải phân biệt, chứ không phải là ở cho người Việt Nam mình thì hay có cái kiểu là ôi tôi thấy người ta nôn ra cả thau máu. À, như vậy thì cái thau đó là bao nhiêu ml, rồi cái thau đó trong đó có thức ăn hay không có thức ăn, hay là cái đó trong đó nó có cái gì đó nữa, hay hoàn toàn là máu hết đó, đại khái như vậy ha, để mình hiểu, để mình ước lượng được cái lượng máu mà họ sẽ mất. Như vậy thì trong một cơ thể người của mình ấy, thì nó có khoảng chừng 70 đến 85 ml máu trong 1 kg, thì có nghĩa là tầm khoảng chừng 3 lít rưỡi 4 lít rưỡi gì đó máu ha. Như vậy thì mình phải ước lượng coi cái lượng máu họ mất là nhiều hay ít. Vậy còn ngoài ra có những trường hợp ví dụ như các bạn thấy những người họ chấn thương đi, ờ, mình thấy sao tự nhiên họ xanh xao dữ đi, mình nghĩ đâu có nghĩ là họ mất máu đâu, nhưng mà mình phải hiểu ha, tủy xương của mình là sản sinh ra hồng cầu. Như vậy thì khi mà trường hợp họ bị gãy xương thì nó sẽ là một dấu hiệu của, nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là họ bị thiếu máu đấy, có thể là mất máu đó, là tại vì là nó sẽ tổn thương tủy ha. Như vậy thì nó sẽ gây tình trạng là ảnh hưởng đến cái việc sản sinh ra hồng cầu đó, nên là mình phải lưu ý ha. Đặc biệt là trong tủy xương thì các bạn phải lưu ý thế này, khi mà mình còn bé, khi mà cái xương mình đang còn phát triển thì cái cơ quan, cái phần xương, phần tủy tạo máu là những ở những cho những cái xương ống, xương trụ các bạn. Còn đối với khi mà mình lớn như thế này rồi á thì cái cơ quan tạo máu, cái phần xương, phần tủy xương tạo máu đó là những cái xương dẹt. À, nên là giữa một trường hợp họ bị gãy cái xương ở cái cẳng tay thôi á, à, với lại mình gãy cái xương chậu thì chắc chắn là xương chậu sẽ mất máu nhiều hơn, tại xương chậu đó là xương dẹt. Còn giữa xương chậu và xương đùi thì hai cái xương đều lớn hết, nên là cái nguy cơ đều như nhau cả. Đó, nên là chúng ta phải lưu ý ha, những trường hợp mà họ chấn thương gãy xương thôi đó, cũng không phải đơn thuần đâu, đôi khi gãy xương quá lớn hoặc là xương dẹt nhiều ấy thì nó sẽ tổn thương đến cái chuyện này, ha, mất máu. Rồi ở những người mà thiếu máu cấp ấy, thì quay lại với cái triệu chứng của họ thì nó rất là rầm rộ, tại vì họ đang mất máu mà đang có một cái nguồn chảy ra rồi, mình chưa có cầm được, mình chưa có thể là chặn nó được, vậy thì họ đang chảy máu. Như vậy thì cái triệu chứng nó khá là rầm rộ, nhưng họ có thể là xanh xao này, rồi có thể là lơ mơ luôn, có thể họ ngất luôn ha. Hoặc có thể là có những trường hợp như là mình thường, đối với những trường hợp cấp tính thì thường mình phải sử dụng một cái để mình kiểm tra trước tiên, đó chính là gọi là dấu hiệu sinh tồn. À, có nghĩa là những cái sinh hiệu của họ, à, khi mà họ còn sống họ phải có dấu hiệu này. À, như vậy khi họ không còn dấu hiệu này nữa, mình phải xem đó là mức độ một cái tình trạng nặng.
Và các bạn đã học sinh lý rồi, thực hành sinh lý các bạn thấy đó là thứ nhất là mạch, thứ hai là huyết áp, thứ ba là nhịp thở, và cuối cùng đó là cái nồng độ oxy trong máu. Thì cái đó thì mình không thể nào xét, mình coi được ở trong lâu bệnh viện người ta mới có. Còn ở đây mình trước mắt thì mình sẽ coi họ còn thở hay không, mạch của họ như thế nào, huyết áp của họ như thế nào. Như vậy đối với một tình trạng nặng thì đa phần cái mạch của họ nó sẽ nhanh, giống như các bạn hồi hộp ấy, mạch các bạn cũng sẽ nhanh. Có nghĩa là để đối phó với một cái tình trạng xảy ra trong cơ thể mình thì cái xu hướng mạch nó sẽ tăng. Nó tăng là em gì? Tăng nhu cầu oxy cho các cơ quan của mình nó giống như đang SOS nữa. Cứu tôi với vậy đó. Thì như vậy thì cái tuần hoàn máu mình nó phải nhiều hơn để cho nó tăng cái nhu cầu oxy đến cho những cái cơ quan đó nó hoạt động. Tại vì ai cũng đang làm việc quá sức hết. Thì mạch nó sẽ tăng. Và ngoài bù lại thì huyết áp nó sẽ giảm. Tại sao? Những xu hướng nặng thường là vậy. Mạch huyết áp tăng, mạch tăng nhưng huyết áp nó sẽ giảm, hai cái nó sẽ đi ngược hướng nhau. Tại vì khi đối với những trường hợp mà họ đang thiếu máu thế này nè, thì cái lưu lượng tuần hoàn của họ sẽ không có nhiều. Giống như cái bơm nước, máy bơm nhà mình vậy đó. Mà có bơm nhưng mà lại không có nước. Như vậy nó sẽ bơm rỗng. Như vậy thì cái áp suất mà đi lên nó sẽ thấp. Thì giống như vậy, có nghĩa là đối với những người họ thiếu dịch tuần hoàn, kể cả không phải thiếu máu mà tiêu chảy cũng vậy như thế này, thì mạch huyết áp nó cũng sẽ đi ngược hướng nhau, mạch nó sẽ nhanh, huyết áp nó sẽ tụt. Rồi như vậy thì để mình thấy là cái tình trạng nặng, thể hiện của tình trạng nặng. Và đôi khi mình sẽ thể cảm nhận được cái mạch của họ nữa. Đôi khi mình bắt mình thấy là bình thường cái mạch nảy rất là nhạy mạnh. Mình các bạn bắt mạch các bạn đi, các bạn cũng thử cảm nhận, các bạn cũng đã biết là mạch mình sẽ nảy. Như vậy thì trong trường hợp mình bị một cái vấn đề gì đó mà nặng liên quan đến tuần hoàn của mình thì cái mạch mình nó sẽ yếu hơn, cái độ nảy của nó sẽ yếu hơn. Thì độ nảy nó yếu hơn thì cái huyết áp chứng tỏ một cái điều là huyết áp của mình nó cũng sẽ thấp đi. Thì như vậy thì cái mạch và huyết áp nó càng xa nhau đến một giai đoạn nha, huyết áp nó cũng sẽ về không và mạch nó cũng sẽ về không. Thì điều đó chứng tỏ là người ta bị rất là nặng, sẽ dẫn đến tử vong. Đó, đây là mạch và huyết áp là hai cái từ, hai cái đó nó thường đi đôi trong giai đoạn đầu của một cái bệnh lý nặng. Như vậy thì người ta gọi là trụy mạch ấy, huyết áp giảm, huyết áp nó càng có xu hướng giảm, có nghĩa là nó không có khả năng mà nó hồi phục nữa. Đó, như vậy nó toàn là bóp rỗng thôi, đấy, nên là huyết áp nó giảm. Rồi những trường hợp ngoài ra thì mình sẽ thấy những người này họ sẽ thở nhanh. Cái thở nhanh đây nó là do cái nhu cầu oxy cái này. Thứ nhất là các cơ quan nó đang cần oxy rồi. Cái thứ hai đó là để cơ thể lại không có oxy nhiều, tại vì không có còn hemoglobin để vận chuyển oxy nữa. Nên là những người này họ sẽ có cảm giác là không có oxy nên họ phải thở nhanh hơn để lấy oxy. Đó là một cái cơ chế tự bảo vệ thôi. Rồi họ có thể như nãy nói có thể là họ ngất. Nhưng mà đối với một người chấn thương các bạn, một người họ chấn thương thì làm sao mà họ mình biết là họ đang xanh xao này là do đau quá hay là do thiếu máu quá? Thì thật ra mình không biết. Hoặc đôi khi có những trường hợp đau quá đó, họ cũng có thể làm mạch huyết áp của họ cũng thay đổi luôn. Như vậy thì cái việc đó là mình có nhất thiết là phải phân biệt hay không? Đối với những trường hợp đang xảy ra như vậy, có nhất thiết phải phân biệt hay không? Thì cái vấn đề đó, lát nữa các bạn sẽ thấy ha, khi người ta thiếu máu mình sẽ truyền máu, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà trong những tình trạng cấp á, mình chưa chắc là họ có thiếu máu hay không, thì mình sẽ làm một cái cách khác để giữ lại cái chuyện đó, để giải quyết cái chuyện đó ngay tức thời, đó là mình sẽ phải truyền dịch. Đó nên là các bạn thấy đa phần tại sao vô cấp cứu đa phần người ta đều cắm một cái chai dịch truyền hết, hay là những trường hợp nặng họ đều truyền dịch hết, tại sao họ không truyền máu? Như vậy tại vì máu không phải có sẵn, phải là trời sẽ có cứu nào cũng sẽ có máu sẵn cho mình hay là như thế nào, nghĩa là họ không phải có sẵn nhưng mà dịch nó sẽ thay thế được cái chuyện đó tạm thời đó. Đó để mình hiểu là như vậy ha. Rồi tiếp theo đó là trường hợp mà thiếu máu cấp tính thì đa phần những cái triệu chứng đó là triệu chứng cấp. Thì đây tôi có để cho các bạn cái phân độ ba mức độ của thiếu máu, đó là nhẹ, trung bình và nặng, độ 1, 2, 3. Cái này chắc là mình xem biết tôi nhớ trong sách có hay không ha, nếu có thì mình học còn nếu không có thôi. Cái này thì chủ yếu để mình thấy ha, mỗi cái mức độ nó sẽ khác nhau về cái mạch và cái huyết áp. Cái huyết áp á, càng độ càng nặng huyết áp nó càng giảm. Thì mình học hồi kỳ học GNC 7 rồi đúng không? GNC 7 là nói về tăng huyết áp, nó không có cho mình cái chỉ số huyết áp bình thường, nhưng mà huyết áp thông thường của mình bình thường nó sẽ trên 90, từ 90 tới 119 ấy. Như vậy thì khi mà huyết áp thông thường của mình mà nó dưới 90, như vậy đó là một cái tình trạng nặng rồi đấy. Và đặc biệt nữa nếu huyết áp nó kẹp, kẹp có nghĩa là thông thường trừ thông trương nó nhỏ hơn hoặc bằng 20 mm chữ ngân. Đó. Như vậy thì nó kẹp, nó càng tính để thể hiện tình trạng nặng nữa. Hay là trường hợp cái mạch nó tăng lên, càng tăng thì nó tăng đến một mức độ như độ 3 mình thấy nó tăng chơi từ 100 này có thể nhảy lên 120 luôn. Và cái mạch của mình bình thường là từ 60 tới 100 đúng không? Như vậy khi nó tăng lên như vậy thì có nghĩa là nếu mà nó tăng nữa thì cái mạch của mình nó sẽ giảm xuống luôn. Nó không có thể là tăng thêm được nữa, nghĩa là tim nó không còn đủ khả năng nữa thì nó sẽ trở về không.
À, thường khi mà mình mất máu khoảng chừng độ 1 là mất máu khoảng chừng 500 ml, 500 ml. Nên các bạn thấy đa phần người ta hiến máu đấy, người ta đâu có để cho mình mất khoảng chừng, nghĩa là thường là dưới 1 phần 10 cái thể tích máu của mình. À, đây là khi mà mất khoảng chừng 1 phần 10 ấy, đổ lên bắt đầu mình sẽ có triệu chứng của một người thiếu máu. À, từ nhẹ nặng ha. Còn khi mà độ độ 2 là thường mình mất khoảng chừng 1 phần 2 cái lượng máu trong cơ thể mình. Và độ 3 là mình mất khoảng chừng mất hơn cái khoảng 1 phần 2 cái lượng máu nữa. À, thì nó sẽ gây ra triệu chứng nặng nề hơn. Nó là những cái triệu chứng mà như nát rồi các như các bạn thấy ha, hoa mắt chóng mặt hay gì đó thì thật ra nó là không đặc hiệu đâu, chỉ là quan trọng là mình phải xét nghiệm, là mình đo huyết áp mạch rồi mình xét nghiệm máu mới biết được. Đó là thiếu máu cấp tính. Còn thiếu máu mãn tính thì ở đây mình sẽ thấy là cái triệu chứng của họ nó không còn thay đổi mạch huyết áp nữa. Tại vì thiếu máu mãn tính có nghĩa là họ đã có một thời gian quen với cái việc thiếu máu đó rồi, nên là cái triệu chứng nó không có còn rầm rộ nữa. À, thiếu máu mãn tính là họ chỉ từ từ thôi. Ví dụ như là họ có thể chóng mặt này, hoa mắt khi thay đổi tư thế này, họ thấy khó tập trung hơn này, họ có thể mệt mỏi hơn này, hoạt động những hoạt động ngoài trời gắng sức họ sẽ rất là dễ mệt. À, thì đó là cái thiếu máu mãn tính. À, nhưng mà triệu chứng nó không điển hình lắm, đúng không ạ? Như vậy thì có một cái triệu chứng mà có thể gặp ở trong thiếu máu mãn tính, nhưng mà thật ra là họ phải thiếu thời gian khá là lâu rồi đấy, không có được bồi hoàn gì đó, thì nó mới gây ra có triệu chứng này. Đó là cái móng tay họ sẽ khô và mất bóng. À, có nghĩa là móng tay khum, người ta gọi là móng tay khum hoặc móng tay dùi trống ấy. Như hình tôi đang để cho các bạn thấy là cái móng tay của mình đa phần nó khá là bóng đúng không? À, bạn nào sơn bóng rồi thôi tôi khỏi bàn nha, còn bạn nào mà không sơn gì đấy thì mình thấy là móng tay mình nó khá là bóng và nó hồng. Và móng tay của cái hình tôi để đó bạn xem, bạn thấy nó vừa trắng mà lại là vừa vừa thô nữa đúng không? Nó sáp, nó ráp mà nó khô nữa. À, như vậy thì đó đó là cái móng tay dùi trống hay móng tay khum ấy của những người mà họ bị thiếu máu mãn tính. Nhưng mà cái này phải thiếu nặng lắm, vậy này tôi cũng chẳng còn thấy gặp cái thiếu máu này nữa đâu. À, ngày xưa mình ít cái xét nghiệm hoặc là người ta ít biết về thông tin ấy, người ta đi khám trễ nên mình mới có nhiều triệu chứng hơn. Nhưng mà bây giờ người ta đi khám khá là sớm nên đôi khi mình không phát hiện ra được, không còn thấy nó nữa. Rồi ngoài ra những cái triệu chứng khác của những người thiếu máu mãn tính như ở các cơ quan như là thần kinh, tiêu hóa, tình sinh dục ha, thì nó cũng làm giảm cái lượng máu của đa phần của đa cơ quan, nên là những cái cơ quan ngoại vi ví dụ là gan này hay là thận này nó sẽ thiếu máu nuôi luôn, nên là nó sẽ làm giảm được chức năng của những cơ quan đó. Tiệm cận thì có thể là nó sẽ suy. À, hay là tim, vậy tim như thiếu máu thì tim mình nó cứ bóp mà bóp rỗng mà nó bóp tăng nhịp tim, nó cứ tăng lên tại vì nó sẽ tăng mãn tính, người ta không có còn cảm giác là hồi hộp nữa đâu mà người ta nó tăng từ từ ấy, nên là người ta quen với chuyện đó rồi. Nhưng mà nếu mà cái nhịp tim của mình như hôm như như đã biết là nhịp tim của mình nó càng nhanh ấy, thì cái tỷ lệ cho tim mình ấy, nó tổn thương nó sẽ nhanh hơn. À, tim mình nó bóp nhiều quá nó cũng mệt chứ đó, nên là những trường hợp này có thể là họ sẽ có suy tim nữa. À, nếu như cái trường hợp thiếu máu mãn tính kéo dài. Còn một cái thiếu máu nữa, mình đưa ra một cái nhóm triệu chứng riêng, đó là thiếu máu cho tan máu. Như nãy mình đã nói, hồng cầu mình nó vỡ. Như vậy thiếu máu cho tan máu ở đây á, thì cái triệu chứng mà điển hình nhất của cái thiếu máu tan máu này, đó chính là cái người đó họ sẽ bị vàng da. Vàng da là do cái gì? Do cái nồng độ bilirubin ở trong máu họ cao lên. Tại vì cái hồng cầu của mình được cấu tạo bởi hem và globin, thì cái hem của mình được cấu tạo bởi porphyrin, và porphyrin thì được cấu tạo bởi bilirubin đó, nên là cái bilirubin của mình ấy nó tăng lên trong máu, và hồng cầu nó vỡ ra, nó sẽ phóng thích thành bilirubin, nó sẽ tăng lên, nên là người ta bị vàng da. Nên các bạn thấy những người nào vàng da, cả bệnh lý gan luôn nha các bạn, ở trong cơ thể mình nó chỉ có hai cái màu sắc tương đối là rõ thôi. Thứ nhất đó là màu đỏ của máu, thứ hai đó là màu vàng của bilirubin. Nên các bạn thấy người nào mà đỏ bừng lên à, thì đó là màu của máu. Còn nếu mà người mình bạn thấy nó vàng, người ta vàng, đó là vấn đề của bilirubin. Nên là sau này ha, cứ auto nếu một người vàng da là nghĩ tới bilirubin giùm à. Thì trong những trường hợp này thì cái bilirubin của họ trong máu sẽ tăng rất là cao, nên là tại vì hồng cầu nó vỡ ra mà. À, thì hồng cầu mà vỡ thì có rất là nhiều nguy cơ chứ không phải là chỉ đơn thuần là vàng da để đó đâu, mà nó sẽ làm cho tắc nghẽn mạch máu nữa, tại vì giống như là rác nhiều quá đấy, cùng thải ra một lúc người ta đâu có dọn kịp đâu, tắc cống hết, nó ngập nước luôn đó. Đây giống kiểu vậy, có nghĩa là hồng cầu nhiều quá vỡ ra một lúc, như vậy thì cái thận của mình ấy nó sẽ không thải kịp ra ngoài, rồi hệ tiêu hóa cũng không thải kịp ra ngoài, rồi như vậy nó sẽ tắc nghẽn những cái rác, những cái xác hồng cầu đó, những cái thành phần chuyển hóa đó nó sẽ nằm ở trong máu, như vậy nó sẽ tắc nghẽn, thì nó tắc nghẽn mạch máu của mình hay nó tắc nghẽn những cái màng lọc cầu thận luôn, rác nhiều quá
cái màng lọc tắc luôn, như vậy nó sẽ gây suy thận. Hay những trường hợp ở đây có một cái vấn đề nữa của những người bệnh lý huyết học, đó là lách. Lách của mình nó là một cái cơ quan huyết học mà các bạn cũng được ít được nhắc tới ở trong khi chúng ta học giải phẫu sinh lý, đúng không? Tại vì lách nó thuộc về huyết học. Lách ở đây á, mình sẽ thấy nè, lách nó là một cái mô chôn của tế bào máu. Ở đây là hồng cầu và tiểu cầu. Như vậy thì khi hồng cầu mô chôn mà, có nghĩa là nghĩa địa của cái hồng cầu và tiểu cầu đó. Như vậy thì cái hồng cầu mình chết đi thì nó sẽ tới lách, để lách mình nó phân hủy ra thành những cái dạng đơn phân tử, có thể đi về cơ quan trong cơ thể mình tái sử dụng lại, hoặc có thể thải ra bên ngoài. Như vậy thì khi mà hồng cầu vỡ ồ ạt quá thì cái lách của mình nó sẽ không xử lý kịp. Thì khi mà nó không xử lý kịp như vậy thì nó sẽ làm cho lách mình nó phải hoạt động nhiều hơn. Hoạt động nhiều hơn thì nó sẽ to lên. Nên là lách của mình nó sẽ to. Lách của mình thì nó nằm ở phía bên trái các bạn ha, đối diện với cái phía bên có gan là bên phải. Rồi. Như vậy thì khi mà lách to như vậy á thì nó lại thành một cái vòng luẩn quẩn. Lách to thì hồng cầu sẽ chết nhiều hơn nữa. Đó, giống như là hai cái, giống như là một cái vòng tròn và mũi tên hai chiều đó. Hồng cầu vỡ chắc chắn lách sẽ to, lách to thì hồng cầu sẽ vỡ nhiều hơn đó. Nên là trong những trường hợp lách nó vừa là hậu quả của cái bệnh lý mà nó vừa là cái nguyên nhân của cái bệnh lý luôn. Có những trường hợp như vậy. Và thì khi mà lách to thì đôi khi nếu mình không điều trị kịp ấy, thì lách nó to và nó mất chức năng thì mình phải bỏ đi, thì nó sẽ gây đau và viêm. Còn trong trường hợp giữ chức năng được thì mình sẽ cố giữ chức năng của nó đó. Như vậy thì đó là cái trường hợp, cái nhóm thứ ba, đó là nhóm thiếu máu tan máu. Thiếu máu và tan máu, cái này mình hay, mình có thể gặp trong thông thường ấy, là những bệnh lý tán huyết như nãy mình nói đấy. Những bệnh lý về nhóm thiếu men của hồng cầu, hay là thiếu thiếu 6BD đó, hay là mình thiếu thiếu về cái bệnh lý về thalassemia hay biến dạng hồng cầu. Một cái nguyên nhân có thể gặp thông thường nữa đó là truyền sai nhóm máu đó, nó sẽ gây tình trạng này. Như vậy thì mình sẽ có ba cái nhóm máu, ba cái nhóm triệu chứng thôi các bạn. Thứ nhất đó là nhóm triệu chứng thiếu máu cấp. Thì cái nhóm này mình chú ý nhiều tới là cái mạch và huyết áp. Cái nhóm thứ hai đó là nhóm thiếu máu mạng. Thì cái này mạch và huyết áp cũng không có nhiều hết, mà thiếu mình phải nghĩ tới hệ quả. Tại vì thiếu máu liên tục nên là tim yếu, thận yếu, cơ quan nội tạng sẽ suy giảm, ảnh hưởng tới tất cả các thần kinh, y các cơ quan. Rồi có ngón tay hình dùi trống. Còn nhóm thứ ba đó là nhóm triệu chứng liên quan tới thiếu máu tan máu, bị tán huyết. Như vậy cái nhóm này nó đặc biệt, nó riêng luôn, là nó vừa thiếu máu mà còn vừa bàn da nữa. Rồi, như vậy thì về mặt xét nghiệm thì mình sẽ xét nghiệm một số cái để mình coi nguyên nhân là gì. Thì đầu tiên mình phải chẩn đoán được người ta có đúng thiếu máu hay không dựa vào nồng độ hemoglobin ha. Nồng độ hemoglobin, nồng độ RBC và HCT gì đó để mình coi. Như vậy thì hemoglobin thường thường nó giảm dưới tiêu chuẩn của WHO bây giờ là 8 gram trên decilit ấy, thì coi như là người ta thiếu máu rồi. Rồi, đó, như vậy thì mình sẽ dựa vào đó để mình xem. Rồi, đây mình sẽ đi vào một số cái loại thiếu máu hơn các bạn. Thì hôm nãy mình cũng đã nói mình có ba cái nhóm thiếu máu, thiếu nguyên liệu, suy tủy, thiếu nguyên liệu ha. Rồi nhóm thứ hai là nhóm tán huyết, và nhóm thứ ba là nhóm chảy máu do bệnh lý. Rồi như vậy thì đây mình sẽ đi vào cái nhóm đầu tiên, đó là nhóm thiếu nguyên liệu. Thiếu nguyên liệu ở đây mình có thiếu sắt, thiếu acid folic và thiếu B12, vitamin B12. Rồi mình sẽ đi vào từng cái thiếu máu này ha. Tôi giảng có nhanh quá không ạ? Nếu nhanh quá các bạn nhớ nói thôi ha. Bây giờ mình đến thiếu máu thiếu sắt. Thiếu máu thiếu sắt là cái thiếu máu mình hay gặp lắm. Ở đây chúng ta rất là dễ để chẩn đoán thiếu máu, nhưng mà các bạn phải lưu ý nè, không phải là mình cứ thấy mình có triệu chứng là mình uống thuốc bổ máu ha. Như tôi nói rồi đó, mình phải có bằng chứng. Bằng chứng của mình đó là xét nghiệm. Rồi, như vậy thì khi mà mình uống thuốc thì mình phải coi mình thiếu cái nguyên liệu gì mình uống thuốc đó. Giống như các bạn đi hiến máu thì thường người ta cho các bạn cái vỉ sắt này nè, hay có thể người ta cho các bạn cái vỉ acid folic hay là vitamin B12 gì đó. Như vậy thì thật ra nó có quan trọng hay không, nó cần thiết hay không thì mình phải hiểu này nè. Khi mà mình đã hiến máu có nghĩa là người ta muốn mình hiến ở mức độ sinh lý, có đâu ép mình đi hiến đâu, đúng không? Đâu ép mình hiến bao nhiêu đâu. Các bạn được quyền chọn được. Như vậy thì mình phải hiến ở mức độ sinh lý để mình không có gây ra cái tình trạng thiếu máu. Rồi, như vậy thì khi mà các bạn đã hiến rồi mà nó không gây ra cái tình trạng thiếu máu thì chúng ta cũng chẳng cần phải bồi bổ mấy cái vitamin này làm gì, là cái thứ nhất. Rồi, lỡ như chúng ta bị thiếu máu thật thì thực tế nếu mà các bạn hiến máu nha, mà các bạn thiếu máu thật thì một vị thuốc đó nó cũng chẳng có tác dụng gì luôn.
Như vậy thì tóm lại là gì? Thật ra nó cũng không có tác dụng gì lắm. Đối với những trường hợp mình đã hiến máu, gọi là mình hiến theo sinh lý rồi, thì nó cũng không có tác dụng gì lắm. Nên các bạn hiểu ha, khi mà chúng ta đã nghĩ một người họ bị thiếu máu rồi thì chúng ta phải coi nguyên nhân là gì. Nguyên nhân là gì mình phải điều trị triệt để, chứ không phải là mình chỉ bổ sung thông thường. Ai thiếu máu thì mình cũng cho sắt, cho axit folic hay B12, không phải. Nó còn có nguyên nhân nó là gì nữa mà. Hồi nãy mình nói đâu phải cái nào cũng là chủ yếu là do thiếu mấy cái này đâu. Đấy, nên mình phải chú ý ha. Rồi, trong cái nhóm mà thiếu máu thiếu sắt thì đây là đa phần cái triệu chứng của thiếu nguyên liệu ấy, chung luôn nha. Axit folic hay B12, cái triệu chứng chung của nó là thiếu máu mãn tính. Cái triệu chứng ấy là của bệnh là của cái nhóm thiếu máu mãn tính, là tại vì cái này là thiếu nguyên liệu, họ không phải một ngày hai mà họ thiếu nguyên liệu được, đúng không? Giống như các bạn thấy vậy nè, giống như các bạn thấy là khẩu trang đi, trong cái đợt dịch này đi ha, đâu phải là mới có tháng đầu bị dịch là chúng ta hết khẩu trang liền đâu, đúng không? Và nếu mà kéo dài nữa mình sẽ thiếu đó. Như vậy thì có nghĩa là nó phải có một thời gian nhất định thì mình mới thiếu nguyên liệu đi, hay là người ta sản xuất cũng vậy, cũng vậy ha, hay là về kinh tế cũng vậy, có nghĩa đâu phải là mới dịch có một tháng đâu người ta suy sụp kinh tế liền đâu, cũng không hẳn, đúng không? Người ta vẫn cầm cự được mà, đúng không? Nhưng mà đến đây có thể năm thứ hai của Covid rồi nè, có thể họ sẽ bắt đầu sẽ không cầm cự được, bắt đầu mới thể hiện ra bên ngoài đấy. Vậy thì cái này cũng tương tự như vậy, có nghĩa là khi mình thiếu về nguyên liệu thì không phải là lúc ngay từ đầu mình đã có triệu chứng đâu, mà nó sẽ kéo dài. Khi mình thiếu đủ, thiếu một cái thời gian quá dài không bồi hoàn nữa thì bắt đầu mình mới có triệu chứng. Nên là những cái triệu chứng này nó là triệu chứng của mãn tính. Rồi cái thiếu máu thiếu sắt này á, cái hồng cầu của mình ấy, nó sẽ là hồng cầu nhỏ và nhược sắt. Nhỏ đây là MCV nó sẽ giảm, nhược sắt có nghĩa là MCH và MCHC của nó sẽ giảm. Là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắt, nó thể hiện là chúng ta không có đủ nồng độ sắt để tạo cấu tạo nên hem. Rồi thì nó là đa phần, nó là nguyên nhân hay gặp đó, nguyên nhân hay gặp thôi ha, chứ không phải là tất cả. Rồi ở đây thì mình có thể sử dụng hai cái xét nghiệm để mình coi coi mình có đúng là thiếu máu do thiếu sắt hay không. Thì mình có thể dùng cái xét nghiệm về transferrin và ferritin. Transferrin nó là một cái protein gắn với lại sắt, có nghĩa nó là cái yếu tố mang tính vận chuyển, là sắt vận chuyển được vận chuyển trong máu. Còn ferritin đó là sắt được dự trữ trong máu. Như vậy thì có nghĩa là nếu như chúng ta bị thiếu máu thiếu sắt thì chúng ta cũng đâu có nhiều sắt đâu để mà di chuyển vận chuyển, đúng không? Chúng ta cũng đâu có nhiều sắt đâu để dự trữ. Nên chính vì vậy cái transferrin và cái ferritin này trong máu mình nó sẽ giảm. Đó để mình phân biệt, đó là mình thiếu máu thiếu sắt đấy. Rồi, cái sắt này của mình thì đa phần nó nằm ở trong thịt đỏ nhiều hơn. Nó tất nhiên là trong tất cả mọi thứ đều có, cả cả thực phẩm, từ thực vật hay là từ động vật. Nó đều có sắt hết, nhưng mà trong thịt đỏ thì nó nhiều hơn thôi. Và sắt của mình thì nó hấp thu khá là dễ dàng, ở trong ruột non, tá tràng gì đó, dạ dày đều có hết. Nên là những trường hợp như họ cắt bớt đi cái đoạn ruột, thì cắt bớt đoạn ruột của mình đa phần nó sẽ thiếu chung tất cả các nguyên liệu nha các bạn, thiếu cả vitamin B12, axit folic hay thiếu sắt luôn ấy, nó thường là vậy. Hay là những trường hợp họ tăng về nhu cầu cũng sẽ thiếu, như vậy là phụ nữ mang thai này, hay em bé phát triển này, nó cần máu nhiều hơn, nó cần để phát triển vận động cơ thể. Phụ nữ mang thai cần phải nuôi một cái bào thai nữa. Như vậy thì khi mà phụ nữ mang thai thì họ sẽ phải bổ sung nguyên liệu. Nó là như vậy ha. Hay là những người họ tiểu huyết sắc tố là một cái bệnh mình cũng ít gặp, họ thải sắt, tiểu ra sắt. Rồi cái triệu chứng của họ là thiếu máu mãn tính hay mức độ từ nhẹ đến vừa, và mình xét nghiệm có ba cái để mình xét nghiệm. Thứ nhất là xét nghiệm cái công thức máu, mình sẽ thấy là M họ thiếu máu rồi, HGB họ sẽ giảm rồi ha, MCV họ giảm, MCH của họ cũng giảm luôn, thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắt, rồi thêm cái transferrin và cái ferritin của họ cũng giảm, đó gợi ý cho mình. Như vậy thì một người họ thiếu máu thiếu sắt thì mình sẽ coi cái nguyên nhân của họ chính là gì. Nếu họ đã cắt một cái đoạn ruột rồi á thì kiểu gì thôi mình cũng phải bù cho họ thôi, chứ tại vì giờ mình đâu có gắn thêm cái đoạn ruột nó vô cho họ được, đúng không? Hay là phụ nữ mang thai thì mình cũng phải bổ sung cho họ ha. Thì đó, mình coi cái nguyên nhân có điều trị triệt để được cái nguyên nhân cái của thiếu máu thiếu sắt hay không. Nếu không triệt để được thì mình phải cho họ uống bổ sung. Thì cái bổ sung sắt ở đây mình sẽ uống bằng viên sắt sulfat từ 200 đến 300 mg một ngày, uống kéo dài 3 đến 6 tháng, thấy không? Thời gian khá dài ha, chứ không phải là mình uống có một vỉ thuốc rồi thôi ngưng, không có. Cái này là nó là nhóm giống như thực phẩm chức năng vậy đó, có nghĩa là mình uống một thời gian khá dài nó mới có tác dụng trong cơ thể mình đó. Đó là nhóm thiếu máu thiếu sắt. Cái nhóm thứ hai là thiếu nguyên liệu khác, đó là vitamin B12. Vitamin B12 với axit folic thì nó cũng giống giống nhau các bạn, nó khác một chút thôi. Vitamin B12 thì nó có nguồn gốc từ động vật, chính vì vậy những người mà ăn chay á
thì họ có thể thiếu vitamin B12. À, nhưng có nghĩa là có phải ủa hoàn toàn những người ăn chay thì họ 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 đều thiếu không? Họ phải bổ sung không? Thực ra không phải luôn. Thì ở đây mình nếu mà nên chính xác hơn là ăn chay mà không khoa học ấy, có nghĩa là họ nghĩ ăn chay là chỉ ăn đậu hũ với lại này thế kia thôi á, thì rau thôi á thì nó sẽ thiếu như vậy. Nhưng mà nếu họ ăn có hạt ấy, hoặc là có thực phẩm như là nếu mà ăn chay trường á, bạn biết rồi, họ được ăn trứng uống sữa mà đúng không, thì có thể nó sẽ không thiếu. Đó, nó có trong sữa và trứng rồi đó, đại khái vậy đó. Như vậy thì thiếu vitamin B12, ngoài ra B12 có một điều đặc biệt nữa, nó là nhờ vào cái yếu tố nội tại của dạ dày để hấp thu, nên là những trường hợp mà họ cắt dạ dày là thiếu yếu tố nội tại để bệnh lý viêm gì đó thì nó cũng làm thiếu kém hấp thu vitamin B12. À, nguyên nhân đây ha, những người ăn chay nè, cắt bớt dạ dày ha, hoặc là cái nó được hấp thu ở nó dùng nó nhờ yếu tố nội tại để bảo tồn B12 tới ruột non à, tới hồi tràng để hấp thu. Như vậy những người mà bị họ bệnh bệnh lý hồi tràng nó cũng sẽ thiếu B12. Những người triệu chứng ha của nó cũng giống như thiếu sắt thôi các bạn, đó là bệnh lý của nhóm triệu chứng của thiếu máu mãn tính. Nhưng mà nó có một điều khác biệt ấy, là cái này á nó sẽ có bệnh lý của tổn thương thần kinh nữa nha các bạn. À, thường người ta hay bị tê ấy, gọi là dị cảm ấy. Nga tê chân tê tay đó, tê tự nhiên tê lên nữa. Thì các bạn hiểu này nè, đối với lại những cái vitamin mà nhóm B á, nói chung thôi nha, là nó đều có biểu hiện thần kinh hết nếu mà thiếu, tại vì nó là có tác động thần kinh những vitamin nhóm B. Nên chính vì vậy vitamin B12 trong cái nhóm nguyên liệu này á, mình có axit folic, sắt và B12, thì chỉ có một mình B12 thôi là nó sẽ có biểu hiện thần kinh. Đặc trưng luôn, còn mấy cái axit folic hay sắt thì nó không có. Đấy. À, còn đối với lại cái xét nghiệm thì nó sẽ khác một chút so với thiếu máu thiếu sắt. Thứ nhất là mình sẽ thấy transferrin và ferritin nó không giảm rồi. À, cái thứ hai là cái hồng cầu của mình nó sẽ không phải là hồng cầu nhỏ như sắt mà nó là hồng cầu to. Nên là MCV nó sẽ tăng. Đó. Một điều đặc biệt. Và thêm nữa là mình sẽ xét nghiệm axit folic. À, rồi xét nghiệm vitamin B12 mình thấy nó giảm. À. Vậy thì ai mà thiếu vitamin B12 thì mình cho họ uống uống vô cũng kéo dài khoảng chừng mấy tháng đó, 3 đến 6 tháng cũng được. À, hoặc là mình có thể tiêm B12 tùy vào cái mức độ thiếu. À, cái cuối cùng trong cái nhóm nguyên liệu này đó là axit folic. Axit folic thì giống y chang như B12, nhưng chỉ khác là axit folic thì nó nằm trong rau củ quả nhiều hơn. À, nên là thường nó là rau rau xanh ấy, những rau mình chín quá hay là mình nấu chín quá đấy thì nó cũng sẽ làm giảm cái axit folic này. Nên là người ta hay khuyên chúng ta là đối với thực phẩm rau thì chúng ta hay hấp lại vậy đó thôi, hấp và không để quá chín. Đó. Là người châu Á của mình ấy thì mình ở Việt Nam mình lại thích ăn cái kiểu là mình luộc luôn, và mình mang lên nồi mình nấu luôn đó. Như vậy thì nó cũng sẽ làm giảm đi những cái vitamin nó có ở trong đó. À, thì axit folic nó cũng là một trong những cái loại đó thôi. Rồi thì axit folic nó cũng giống với lại cái B12 ở chỗ là nó là thiếu máu hồng cầu to, nó nghĩa là MCV nó sẽ tăng nhưng mà nó không có triệu chứng thần kinh. Như vậy thì khi mà người ta thiếu axit folic thì mình sẽ bổ sung axit folic cho họ, bổ axit folic vô đó. Như vậy thì mình có ba cái nhóm nguyên liệu ha, mình ôn lại một chút nha các bạn. Thứ nhất là thiếu sắt, axit folic B12 thì nhớ giùm tôi đây là triệu chứng của thiếu máu mãn tính, cả ba cái luôn. À, nhưng mà đặc biệt riêng sắt là hồng cầu nhỏ nhược sắt, transferrin ferritin giảm được chưa. Rồi còn B12 thì chúng ta có cái hồng cầu to MCV tăng nhưng mà có triệu chứng thần kinh. Axit folic thì là hồng cầu to nhưng mà không có triệu chứng thần kinh. À, như vậy thì ba cái nó đều có một cái đặc trưng riêng để mình phân biệt. À, nên là khi một người họ bị thiếu máu thì mình sẽ kiểm tra này trước. À, mình sẽ xét nghiệm transferrin ferritin kết hợp B12 axit folic, có thiếu nào bổ sung cái đó. Rồi cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm mà thiếu máu do tan máu, tan máu tự miễn. Thì đây mình sẽ nói tới những cái bệnh lý tan máu tự miễn thôi, mình không nói những cái bệnh lý tan máu do mắc phải nha các bạn nha. À, mắc phải như nãy tôi đã liệt kê đó. Rồi như vậy thì mình nhắc đến những cái tan máu tự miễn thì đa phần hay gặp đó là những cái bệnh lý liên quan đến bệnh lý miễn dịch tự miễn thôi. Như là người ta có một bệnh lý hệ thống này, hay là người ta tự miễn tự nhiên kháng thể nó tự sinh ra tiêu diệt cái tế bào hồng cầu làm hồng cầu nó vỡ ra. À, hay là bệnh thalassemia như nãy mình nói, đó là những cái bệnh lý tán huyết do tự miễn. Thì như vậy thì hôm trước mình đã nói tới một cái bệnh lý tự miễn rồi đúng không? Như vậy thì khi mà tự miễn thì các bạn phải hiểu là do cái hệ miễn dịch của người đó, nên mình phải làm điều trị bằng cái thuốc là giảm miễn dịch. Nha, thì mới ngăn ngừa được cái chuyện mà người ta bị bệnh lý nó tiếp tục tái phát. Đó, nên là những cái thuốc mà mình sử dụng trong bệnh lý tán huyết thì bệnh lý tự miễn này thì giống nhau hết tất cả luôn.
các bạn học cái bài trước và bài thấp khớp ấy. Cái bài này thì nó giống nhau về thuốc luôn, cũng có corticoid nặng hơn, có thể là methotrexate hay lamotrigine đó, đại khái vậy, là những thuốc vậy. Thì cái triệu chứng mà những người mà tan huyết thì hay là những người truyền nhiều nhóm máu thì cái triệu chứng nó đa phần nó là cấp tính, nó khá là trầm rộ và nó có vàng da và lát to nữa. Đối với những người thalassemia thì nó sẽ tán huyết, đứa bé nó sẽ vàng da, lát nó to dần dần lên, mỗi lần nó tán huyết cái lát nó lại to thêm, nó có đến một mức độ đó là người ta phải cắt bớt, cắt cái lát nó luôn. Về xét nghiệm cận lâm sàng đối với tán huyết á, đối với thiếu máu thì nó là thiếu máu chung như nãy mình đã nhắc tới rồi, đó là những yếu tố về công thức máu rồi. Nhưng mà đối với lại riêng cái nhóm tán huyết á, thì mình sẽ có thêm một số cái xét nghiệm về hệ thống miễn dịch nữa, là mình sẽ xét nghiệm cái test.com, cái test.com này. Thì cái test này là cái test đặc trưng cho cái tình trạng miễn dịch thôi, về huyết học. Nên mình xem lại, mình coi là họ có cái yếu tố tự miễn hay không. Rồi đối với những người này thì ngoài cái việc đó ra thì mình thấy họ vàng da mà, nên chính vì như thế cái nồng độ bilirubin trong máu của họ nó sẽ cao, mình thấy bilirubin nó sẽ tăng. Điều trị ha, nóng như nãy tôi nói rồi, đó là họ sẽ cắt lát này, hay họ điều trị bằng corticoid này, thuốc ức chế miễn dịch này, truyền máu nếu cần. Đây là truyền máu, đối với những bệnh thiếu máu nó không quan trọng đó bạn, nó chỉ là nó điều trị triệu chứng thôi, mình thấy quá thiếu thì mình truyền, còn không chưa đủ thiếu thôi chưa truyền. Nhưng mà vấn đề là trên quá trình, trong quá trình mà mình điều trị đó, mình phải tìm nguyên nhân là quan trọng. Rồi, cái nhóm tiếp theo là cái nhóm về suy tủy. Suy tủy có nghĩa là cái tủy xương của họ nó không còn đủ chức năng nữa. Như vậy thì cái suy tủy nó cũng là một cái dạng thiếu về cái số lượng hồng cầu. Như vậy thì thường trong trường hợp suy tủy này á, thì cái RBC và HGB đều giảm hết, cả hai cái đều giảm. Như vậy thì đây mình thấy nè, tủy xương nó là từ một cái tế, nó tạo ra cái tế bào gốc ở trong tủy xương. Tế bào gốc này nó sẽ tạo ra cái tiền nguyên hồng cầu, tạo ra cái nhóm của tế bào bạch cầu, là có tế bào có hạt và tế bào không hạt đây. Rồi, nó tạo ra cái tế bào khổng lồ, nguyên bào khổng lồ, tạo ra cái tiểu cầu. Như vậy thì khi một người họ bị suy tủy, có nghĩa là họ giảm cả ba dòng tế bào này. Có nghĩa là tương lai họ sẽ phải giảm thôi. Nhưng mà ban đầu với việc suy tủy này, có thể họ giảm một hoặc hai dòng. Nhưng mà cái mức độ giảm là đáng kể luôn. Tại vì suy tủy, như nãy tôi đã nói, suy tủy nó là một cái bệnh lý loại trừ. Có nghĩa là mình không nghĩ nó giảm do một nguyên nhân gì khác, thì có thể mình nghĩ nó là do suy tủy. Nhưng mà thì khi mình đã kết luận người ta suy tủy, giống như các bạn kết luận luôn cả cái hệ thống máu người ta có vấn đề, mà cơ thể mình phải chạy được bằng máu, đúng không? Như vậy thì có nghĩa là một bệnh lý rất là nặng. Rồi như vậy thì khi mà người ta bị suy tủy thì bắt buộc quan trọng nhất là mình phải làm sao thay thế được tủy, đúng không? Chứ còn không có cái cách nào để hỗ trợ hết. Như người ta bị suy thận rồi đó, mình phải làm sao để ghép được thận, thay thế cái thận đó đi. Thì đây cũng tương tự như vậy. Nhưng mà suy tủy thì nó khác với thận rất là nhiều, đúng không? Tủy nằm ở đâu trong tủy xương mình đều có hết, mà bây giờ làm sao mình thay thế nó đây? Đó, kiểu vậy. Đây là suy tủy chúng ta phải lưu ý ha, nó tổn thương cả ba dòng tế bào. Tùy cái sự giảm thấp của nó ở tế bào nào thì nó sẽ thể hiện triệu chứng của tế bào đó. Nhưng mà tương lai thì nó thể hiện của ba cái nhóm triệu chứng của ba loại tế bào luôn, đó là bạch cầu, tiểu cầu và hồng cầu. Thì bạch cầu của mình là có vai trò nhiễm trùng, nên là những người này suy tủy rồi thì bạch cầu nó sẽ giảm, nên là những người này họ dễ nhiễm trùng. Thứ hai đó là hồng cầu thì vai trò vận chuyển oxy nó cũng sẽ giảm luôn, như vậy họ sẽ có triệu chứng của thiếu máu. Tiểu cầu của mình thì có vai trò là chống xuất huyết, như vậy họ sẽ dễ bị xuất huyết. Nào, như vậy thì họ sẽ có thể bị cả ba cái triệu chứng, ba cái biểu hiện của ba nhóm tế bào đó. Thì đa phần những nguyên nhân của suy tủy mà mình hay gặp á, thì đa phần á, nó là cái triệu chứng của như người ta hóa trị hay xạ trị các bạn. Mấy người mà hóa xạ thì nó sẽ gây tình trạng này, nó sẽ ức chế tủy các bạn. Nên là những người mà bị ung thư ấy thì họ đôi khi họ không phải họ tử vong, họ chết do cái nguyên nhân của cái bệnh ung thư đâu, mà họ tử vong là do những cái yếu tố này nè, những cái việc suy tủy đó, nó gây ra cái tình trạng nhiễm trùng cho họ và cái sự đề kháng của họ kém đi. Mà những người mà đã điều trị ung thư, các bạn biết rồi, cái tế bào ung thư nó lại tiết ra cái TNF, đúng không? TNF nó là một cái chất liên quan đến cytokine, thì cái nhóm đó nó lại làm cho người ta không có ăn uống được, nên đâm ra những người ung thư họ hay bị suy kiệt mà tử vong đó, đó là do như vậy. Nên là cái những cái liên quan đến hóa xạ thì nó đều ảnh hưởng tới cái tế bào máu của mình hết. Đây là tại sao người ta thấy là TX nó cũng không tốt gì hết, khi mình cần mình sử dụng thôi, không cần thì thôi. Mà tất nhiên người ta cũng có cái ngưỡng TX của mình có thể gọi là chấp nhận được trong vòng một năm, nó cái ngưỡng nó, chứ không phải là cứ mình cứ mình chụp có một lần hai lần cái mình sẽ bị suy tủy. Thì không có ha các bạn ha, nên là mình để mình hiểu là như vậy.
Rồi những cái bệnh lý về hệ thống hay đôi khi có những trường hợp họ không rõ nguyên nhân, có những họ tự suy tủy luôn. À, suy tủy thì mình sẽ điều trị bằng cái điều trị bằng những cái thuốc hỗ trợ, như là mình thấy họ thiếu máu quá mình sẽ truyền nè, hay là hồng bạch cầu giảm quá thì mình sẽ sử dụng cái GM-CSF, thì cái này nó cũng làm kích thích sinh ra cái bạch cầu cho mình đó, để tăng cái sức đề kháng lên đó, rồi truyền thêm tiểu cầu nếu cần đó, đại khái như vậy. Nhưng mà tất cả cái phương pháp này thì nó chỉ là hỗ trợ tạm thời thôi. Đó, nó giống như mà suy tủy thì gọi nôm na nó giống như một cái bản án cho cái bệnh lý về huyết học vậy đó. Đó, nó rất là nặng nề ha, quan trọng nhất là tìm được cái tủy để thay thế thôi. Rồi mình thấy về xét nghiệm ấy, thì mình thấy ba dòng tế bào giảm, và thêm một cái điều nữa ha, là sinh thiết tủy ấy. Khi mà mình mang tủy ra mình sinh thiết ấy, mình coi cái chải phẫu bệnh ấy, thì cái tủy của họ sẽ nhiều tế bào. Cái từ này ấy, nghe vậy mà rất là nghe rất là thấy nó ít ỏi hơn, nghe thấy một bệnh lý nhiều tế bào, nghĩa là tế bào nó không có nhiều ở trong cái tủy xương luôn, nên chính vì nó không nhiều thì nó sẽ không có sản sinh đủ cho cái hoạt động sống của cơ thể mình. Là cái nhóm cuối cùng trong cái thiếu máu của mình đó là thiếu máu trong cái bệnh lý mãn tính. Thì cái việc thiếu máu ở đây trong cái nhóm này mình phân tích một chút ha. Thiếu máu trong bệnh lý mãn tính có nghĩa là cái nguyên nhân chính yếu của cái này đó là do cái bệnh lý mãn tính gây ra cái tình trạng thiếu máu. Thì lúc này thiếu máu nó chỉ là cái hệ quả thôi của cái bệnh lý nền ha. Như vậy thì ở đây mình sẽ cái chỉ cần mình điều trị được cái bệnh lý nền thì cái thiếu máu này nó sẽ cải thiện ha. Ví dụ như những người họ bị suy gan này hay họ bị suy thận này, thì nếu như mình điều trị họ cải thiện được cái tình trạng đó thì cái máu của họ sẽ hồi phục ha. Nhưng mà tất nhiên có những trường hợp bệnh lý của họ, bệnh lý nền nó là bệnh lý mãn tính thì nó lại rất là khó điều trị ha. Rồi như vậy thì như nãy tôi đã nói đó, đó là khi mình suy gan hay suy thận gì đó, nó sẽ làm giảm sản xuất erythropoietin, như vậy người ta sẽ bị thiếu máu. Thiếu máu ở đây là đa phần là thiếu máu mãn tính, nó không có gì nhiều rõ ràng cho cái chuyện đó hết. À, đó. Rồi về cái xét nghiệm thì mình sẽ thấy là cũng là thiếu máu mãn tính thôi, nên là những cái về cả ba dòng tế bào của mình, cả ba yếu tố của mình về hồng cầu rồi thể tích hồng cầu hay là màu sắc của hồng cầu thì đều giảm hết. Hay là mình có thể xét nghiệm cái những nguyên liệu nó giảm đều luôn, acid folic, transferrin hay là ferritin nó cũng giảm đều luôn. Có nghĩa là thường nó có thể giảm hết tất cả có thể. Còn nếu mà trường hợp đơn thuần thôi thì nó chỉ có giảm về số lượng hồng cầu thôi, còn mấy cái mà acid folic 312 hay gì nó không giảm. Nhưng mà thực tế mà nói là đối với những bệnh lý nặng ấy, thì nó đều giảm hết, tại người ta không có còn khả năng dự trữ nữa. Không thể nào, ít khi nào người ta chỉ mắc một bệnh đơn thuần mà không có phối hợp đó. Nên là nó sẽ gây ra những cái tình trạng đó. Thì trong những trường hợp này thì mình sẽ truyền máu, tại vì cái bệnh lý nền mà không giải quyết được thì mình cứ truyền máu cho họ thôi, khi mà cái lượng máu họ thấp, hoặc là mình sẽ sử dụng erythropoietin như tôi nói lúc nãy. Đó là cái liên quan đến thiếu máu các bạn. Cái bài này thì nó không phải là khó hiểu, nhưng mà nó chỉ có những cái keyword mà các bạn cần nhớ thôi. Thứ nhất là các bạn nhớ không tôi là thiếu máu nó là thiếu hồng cầu, thiếu hemoglobin. Mình sẽ so sánh ở trên cùng độ tuổi, cùng đối tượng. Đấy, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, đối với thiếu máu thì mình phải xem nó thiếu cái gì trong ba cái nhóm nguyên nhân này. Đây là ba cái nhóm nguyên nhân này nó rất là quan trọng. Là cái nguyên nhân nào đây trong cái triệu chứng này? Vì chứ nó là thuộc trong những nguyên nhân nào trong đây? Là mình có thứ nhất là không có sinh ra được hồng cầu do thiếu nguyên liệu, do thiếu từ nguồn gốc, là tủy đó. Rồi nhóm thứ hai là do vỡ hồng cầu. Vỡ hồng cầu do bản thân hồng cầu nó bị biến đổi về gen, hay là do nó từ bên ngoài tới tác động tới. Rồi nhóm thứ ba là nhóm chảy máu do chấn thương, tai nạn. Rồi đó là nhóm ba nhóm. Nhưng mà thì khi một người họ thiếu máu, dù là cấp tính hay là mãn tính, thì chúng ta phải xem coi nó nằm ở trong cái nhóm nguyên nhân nào để mình điều trị. Rồi như vậy thì lúc nãy mình đã nói sơ qua cấp tính thì mình chủ yếu là liên quan tới mạch và huyết áp thay đổi và dấu hiệu sinh tồn. Còn mãn tính thì chủ yếu nó là cái triệu chứng nó không còn rầm rộ nữa, mà chủ yếu là những cái biến chứng của cái việc thiếu máu kéo dài thôi, như là biến chứng về cơ quan, tim, thận gì đó. Còn cái nhóm thứ ba là thiếu thiếu máu do tán huyết, có nghĩa là huyết nó bị hồng cầu bị vỡ ra. Đấy. Như vậy thì ở đây mình có cái thiếu máu trong nguyên liệu là mình có acid folic, thiếu sắt B12. Như vậy ba cái này ha thì mình phân biệt lại giùm tôi ha. Đó, cái nào yếu tố thần kinh, đây mình có B12. Cái nào hồng cầu to là mình có B12 và acid folic. Cái nào hồng cầu nhỏ nhược sắt thì đó là thiếu máu thiếu sắt. Đó. Rồi transferrin, ferritin là để xét nghiệm cái gì, tìm ra cái gì thì đó là tìm ra sắt. Đấy. Rồi còn cái nhóm thứ hai là cái nhóm xin lỗi, còn tiếp theo là cái nhóm suy tủy. Suy tủy thì cũng là do thiếu từ gốc mà ra.
Như vậy thì suy tủy thì nó phải là những triệu chứng rất là rầm rộ của những cái nhóm của ba cái dòng tế bào máu luôn đó. Rồi còn cái nhóm mà thiếu máu do tan máu thì đây là nếu mà tự miễn thì nó là nguyên nhân bẩm sinh rồi, nguyên nhân bản chất của cơ thể là của cơ địa rồi, như vậy thì mình sẽ phải sử dụng thuốc chế miễn dịch. À, còn thiếu máu ngoài trong những bệnh cảnh mãn tính thì cái nguyên nhân là do những bệnh lý mãn tính, thì cái việc mình điều trị ổn định máu đó chỉ là tạm thời ha. Đó, đại khái vậy ha, để mình hiểu cái vấn đề của thiếu máu là như vậy. Như vậy thì quay lại để mình chẩn đoán nè, mình nhìn một người họ đi vào thiếu máu là mình phải làm gì, mình nghi ngờ họ thiếu máu thì mình sẽ làm gì. Nếu như mình nghi ngờ họ thiếu máu cho họ đi xét xét nghiệm đây mình xét nghiệm từ cái đơn giản nhất đó là xét nghiệm công thức máu thôi. Rồi nếu muốn tìm nguyên nhân, xét nghiệm thêm mấy cái thành phần nguyên liệu hay là có thể điện di hemoglobin để coi có thalassemia hay không, nó đại khái vậy đó. Rồi đó là những cái điều như vậy thôi. Như vậy thì nếu mà chúng ta dừng ở mức là dược sĩ thôi á, thì các bạn phải hiểu ha, đối với những cái người đối với người ta một người bị thiếu máu thì chúng ta phải hiểu nè, những cái thuốc mà mình cho như là thiếu về như là cái thuốc mà bán ở bên ngoài dược bên nhà thuốc của mình nó rất là nhiều, đó là acid folic sắt ở B12, mình phải hiểu ha. Nếu như họ thật sự thiếu máu, uống một vị thuốc không có ý nghĩa ha. Còn nếu mình muốn cho vui thì mình cho thôi chứ còn không có ý nghĩa. À, như vậy thì để mình cân nhắc cái việc đó mình có nên cho họ hay không, để mình hiểu ha, chứ phải auto là ai thiếu máu mình cũng cho. Nếu mà hà cho bạn cho multivitamin nó sẽ có lợi hơn là cái việc mà các bạn cho chỉ có một vitamin. À, nó sẽ không có ý nghĩa gì hết. À, để mình hiểu là như vậy nha. À, nên là không phải là ai thiếu máu thì mình cũng sẽ cho thuốc bằng đó, không có. À, nó tùy vào cái nguyên nhân. Rồi, đó là cái bài thiếu máu. Các bạn có thắc mắc gì trong cái bài này nữa không ạ? Rồi, nếu không thắc mắc gì thì mình sẽ đi tiếp ha. Sợ hay là ngủ hết rồi đây. À quên, các bạn có nhận được cái bài giảng mà tôi để ở trên cái diễn đàn không ạ? Nhận được rồi phải ạ? À, tôi nhắc lại ha, tôi biết cũng khá là tắc ấy, nên là các bạn nhớ phải coi theo trong sách ha, hoặc là mượn sách lại từ anh chị đi trước cũng được nha, để mình còn kiểm tra mình thi, tại vì ra đề thì đâu phải một mình tôi ha, ra đề của mình là ngân hàng đề, ngân hàng đề thì giáo viên đã lấy cho em nói cho nó thống nhất chứ không lấy từ bài giảng đâu nha, nên mình lưu ý ha. Rồi bây giờ mình tới cái tiếp theo đó là xuất huyết. Rồi xuất huyết thì nó sẽ ngược lại với lại nó xin lỗi là nó cũng gần gần giống thiếu máu, nhưng mà khi người ta xuất huyết thì có nguy cơ nó sẽ bị thiếu máu. À, nó giống như là cái nguyên nhân của cái việc thiếu máu vậy đó. Giống như nãy mình nói đó, những trường hợp mà chảy máu ra bên ngoài đó thì đây là gọi là xuất huyết. Xuất huyết ở đây thì mình sẽ nhớ tôi là xuất huyết là mình sẽ có xuất huyết có nghĩa là xuất đó, có nghĩa là ra ngoài đúng không? Huyết có nghĩa là máu, có nghĩa là máu mà nó chảy ra ngoài. Vậy thì đặt một câu hỏi ngược lại là máu mình ở trong cơ thể mình nó nằm ở đâu? Thì máu ở trong cơ thể mình ha, các bạn thấy chỗ nào cũng có máu đúng không? À, vậy thì thật ra nó phải nằm tất cả mọi nơi trong cơ thể mình không? Mà thật ra nó nằm ở trong lòng mạch. Nè, máu mình ở trong lòng mạch. Như vậy thì khi mà máu mình nó không còn nằm trong lòng mạch nữa thì người ta gọi là xuất huyết. Dễ hiểu không ạ? Rồi như vậy thì người ta có thể xuất huyết, người mình có thể thấy được, có thể không thấy được ha. Nhưng mà miễn là cái máu đó đúng ra nó phải nằm trong lòng mạch, bây giờ nó không nằm trong lòng mạch thôi ha. Mình có thể thấy hoặc không thấy thì vẫn gọi là xuất huyết, được không ạ? Rồi một bạn hỏi ha, hay ngồi lâu đôi khi đứng lên bị chóng mặt hoa mắt như vậy có bị thiếu máu hay không? Giống như nãy tôi nói các bạn thôi ha, là cái thiếu máu mình dựa vào xét nghiệm để chẩn đoán, không dựa vào triệu chứng ha. Nên là tôi không thể nào biết trước được, không biết được em có bị phải thiếu máu hay không, tôi không biết. Ừ. Thì thật ra mình có những cái triệu chứng lâm sàng ấy, người ta hay nói đó là xanh xao, da xanh, niêm nhợt đấy ha. Thì xanh xao đây nghĩa là nếu mà các bạn không make up nha các bạn nha,
mình thấy xanh xao, mình thấy lờ đờ đấy, rồi nhạt nhợt nhạt đấy ha. Hoặc là các bạn có thể kiểm tra đầu móng tay của mình này, lòng bàn tay, và có thể là trong cái kết mặt mắt coi nó có mức độ hồng hay không, thì cái này phải nhìn mới biết được. Rồi thêm cái nữa là mình phải xét nghiệm máu các bạn ạ. Đây là xét nghiệm máu nó vẫn là quan trọng ha. Còn đôi khi mình chóng mặt do những nguyên nhân khác, không phải là nguyên nhân do thiếu máu đâu, có thể là mình thiếu nước thôi, không phải thiếu máu, mình thiếu dịch tuần hoàn các bạn, mình uống ít nước quá, hay là ăn ít quá, hay là chúng ta có cái huyết áp của mình ấy nó hơi thấp, nó cũng gây cho mình chóng mặt khi mình thay đổi tư thế. À, khi đi bán thuốc cho bệnh nhân bị thiếu máu, bổ sung mấy yếu tố là acid folic B12 mà chưa đi xét nghiệm có ảnh hưởng? Thì nãy tôi nói rồi đó, nó không ảnh hưởng gì hết, hoàn toàn vô hại, không ảnh hưởng gì. Nhưng mà đối với sắt thì các bạn lưu ý giùm tôi ha, sắt thì có những trường hợp nếu như người ta bị tăng ứ sắt ở trong cơ thể và mình cho họ uống sắt nữa đấy, thì có thể làm ứ cái nồng độ sắt hơn. Sắt của mình, những tất cả những cái thành phần về chất vô cơ, ví dụ như là sắt này, đồng này, kẽm này, magie này, vô cơ đấy, nó sẽ được chuyển hóa qua gan. Nào, như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới gan. Nào, đối với sắt. Nhưng mà thật ra uống một hai vỉ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm, tùy vào cái tình trạng thôi. Rồi nên là mình bổ sung thì đó, như tôi nói đó, các bạn nếu mà thật sự các bạn nghĩ họ thiếu máu, các bạn cho họ một vỉ nó không có ý nghĩa. Nào, mà các bạn muốn cho là cho thôi, không có ý nghĩa gì cả, không ảnh hưởng gì. Rồi được chưa, còn gì nữa không ạ? Rồi vậy mình đi tiếp cái bài này ha, bài xuất huyết ha. Rồi như vậy thì xuất huyết xuất huyết ở đây thì mình thấy ha, như tôi nói rồi, nó nghĩa là mình thấy là cái máu nó sẽ không còn nằm trong lòng mạch nữa. Thì liên quan tới xuất huyết nó có rất là nhiều nguyên nhân để mình xuất huyết, tại vì xuất huyết của mình nó là một cái chuỗi đông cầm máu luôn các bạn. Để một người họ bị xuất huyết có nghĩa là họ phải bất thường gì đó trong một cái chuỗi cầm máu. Thì đây mình sẽ thấy là cái đầu tiên của cái việc mình ôn lại sinh lý thôi ha, cái đầu tiên của cái việc đông cầm máu của mình chính là tiểu cầu. Tiểu cầu của mình là cái nút chặn đầu tiên của cái việc mà máu chảy, đúng không? Có máu chảy ra thì tiểu cầu nó phải tập hợp lại. Cái thứ hai đó là hiện tượng co mạch liên quan đến cái thành mạch của mình. Cái thứ ba đó là cái sự bảo toàn của cái thành mạch của mình ấy, cái sự liên tục của thành mạch của mình. Rồi tiếp theo nữa là yếu tố liên quan đến đông máu nội sinh và ngoại sinh. À, như vậy thì có đó là một chuỗi con đường đó luôn. Như vậy thì trong trường hợp mình bị xuất huyết có nghĩa là mình bị bất thường gì đó ở trong ba cái yếu tố đó, có thể là do tiểu cầu, có thể thành mạch của mình nó bị đứt ra, nó không còn bền vững nữa, có thể là do yếu tố đông máu mình nó không có đủ. À, như vậy thì đó là sự bất thường của một trong ba cái con đường đó. Như vậy thì đây mình thấy ha, nó có những cái bệnh lý liên quan tới tiểu cầu, nó có những cái bệnh lý liên quan tới thành mạch, và nó có những bệnh lý liên quan tới yếu tố đông máu. Thì yếu tố đông máu đây để mình nhắc lại thôi, là mình có 12 yếu tố đông máu, đánh số thứ tự La Mã từ 1 tới 13, mình không có yếu tố số 6. Thì đây nếu trong trường hợp mình bị thiếu máu thì do yếu tố đông máu thì mình có thể thiếu một trong những yếu tố này, nó không có kích hoạt được cái con đường đông máu nội sinh và ngoại sinh. Ở đây thì các bạn coi lại một chút ha, con đường đông máu nội sinh, đây là con đường đông máu ngoại sinh. Thì con đường đông máu ngoại sinh có nghĩa là cơ thể mình nó sẵn có ở trong những yếu tố đó rồi. Như vậy thì hai con đường này nó cũng đều đi chung một điểm chung, đó là nó tạo ra yếu tố 13 nha, để giữ cái việc đông máu nó tốt hơn. Đó. Như vậy thì đây mình sẽ đi vào cái định nghĩa của nó, nghĩa là xuất huyết là biểu hiện là tình trạng máu mình nó thoát ra khỏi thành mạch, có thể do mạch máu bị vỡ hoặc không phải do mạch máu bị vỡ, có nghĩa là cái sự liên tục của thành mạch của mình ấy. Có thể là do không liên tục, hoặc có thể là hoặc có thể là ôi trời, xin lỗi nha, tôi share lại cái slide đây. Có thể là do cái thành mạch mình nó liên tục hoặc là nó không liên tục. Nếu mà nó không liên tục có nghĩa là nguyên nhân đó là do tiểu cầu hoặc là do cái yếu tố đông máu. À, như vậy thì mình đi vào cái nhóm nguyên nhân, ở đây mình sẽ có ba nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là do thành mạch bị tổn thương, thứ hai là do tiểu cầu, thứ ba là do cái bệnh lý tại huyết tương. À, như vậy thì ba cái nhóm nguyên nhân đó. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái nhóm nguyên nhân đầu tiên, đó là thành mạch bị tổn thương. Thành mạch bị tổn thương có nghĩa là cái thành mạch của mình nó không còn nguyên trọn vẹn nữa, hoặc là nó bị đứt. À, như chúng ta cắt chúng nó bị sao đó mà bị đứt giữa chừng. À, như vậy thì máu nó phải chảy ra thôi. À, như vậy thì ở đây trên cơ thể mình, như tôi nói đó, là chỗ nào nó cũng có máu hết. Các bạn cắt ở đâu trên da mình cũng có máu hết, trừ các bạn cắt tóc.
lông tóc máu của mình thôi thì nó không có máu thôi, còn các bạn cắt ở đâu trên da cũng có máu hết, nhưng mà cái máu của mình nó sẽ chảy khác nhau. Nếu mà các bạn máu ở mao mạch ấy thì các bạn thấy thường ấy, như các bạn đứt đầu ngón tay gì đó, máu nó rỉ 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 ra thôi. Và nếu mà các bạn đứt nặng nặng hơn, có thể máu ở tĩnh mạch hoặc là ở động mạch, những cái động mạch tĩnh mạch lớn ấy, thì máu nó sẽ phục ra bên ngoài, thì cái lượng máu nó sẽ mất nhiều hơn. Đấy. Nên là mình tùy vào cái tình trạng mà cái mạch máu mình tổn thương là mạch máu nào, nên thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc xuất huyết mức độ sẽ nhẹ hay là nặng. Thì chắc chắn là khi mà máu đã thoát ra bên ngoài rồi thì người ta sẽ bị, có thể nguy cơ họ sẽ bị thiếu máu nếu như không cầm được. Đây là những trường hợp mà các bạn thấy trong những cái bài báo lâu lâu đăng đấy, những cái người mà họ họ bị tổn thương mạch máu ấy, như là ở cổ này, mạch máu lớn ấy, thì nguy cơ tử vong rất là cao, tại vì xuất huyết đó thì khó, rất là khó cầm. Rồi đó là cho mình thành mạch mình nó bị tổn thương ha, do bị không còn liên tục. Cái nhóm thứ hai là nó liên tục ấy, nhưng mà nó không bền, nó không có vững lắm. Như vậy thì thường mình hay gặp nó trong trường hợp, ví dụ như các bạn thấy lâu lâu có những đứa trẻ nó hắt xì cái nó chảy máu cam luôn. Như vậy có nghĩa là do cái thành mạch nó mỏng quá, nó dễ bị tổn thương dưới một cái áp lực. Như vậy thì thường mình hay gặp đó là trong những cái bệnh lý như họ thiếu vitamin C, những đứa trẻ nó thiếu vitamin C thì nó có thể dễ bị chảy máu đó. Nó tự nhiên chảy máu cam luôn, do thành mạch nó không có bền. Đấy. Nên là những cái bệnh lý mà liên quan đến siêu vi đấy, người ta hay cho các bạn uống vitamin C, tại vì siêu vi nó sẽ, nếu mà là siêu vi đặc biệt trong đó là sốt xuất huyết thì nó sẽ làm kém bền thành mạch. Nên là những trường hợp đó người ta khuyên mình sử dụng vitamin C. Vitamin C đây các bạn phải hiểu này, không phải là mình uống cái vitamin C nha, không có đồng nghĩa với chuyện đó nha các bạn nha. Mình sẽ sử dụng cái thực phẩm có vitamin C thôi. Ví dụ như các bạn có thể ăn cũng được, các bạn uống nước trái cây cũng được, hay là các bạn uống bổ sung bằng thuốc. Thì đây đối với những trường hợp mà họ uống được tự nhiên thì mình cứ cho họ ăn những thực phẩm tự nhiên, nó sẽ thải rất là dễ. Nhưng mà các bạn lưu ý ha, những trường hợp mà mình thấy vitamin C mà phải uống bằng viên thì các bạn thấy là viên nén của mình ấy đa phần là 500 mg, nhưng mà thực tế cái nhu cầu vitamin C của mình ấy chỉ khoảng chừng vài chục mg thôi. Như vậy thì trong trường hợp cao lắm là có khoảng chừng 100 thôi. Như vậy thì trong trường hợp mà nếu như mình chỉ uống bổ sung thôi ấy, để hoặc là các bạn để đẹp da ha, hoặc là các bạn để bền thành mạch ấy, trong những bệnh lý như là viêm nhiễm virus gì đó thì mình chỉ uống ở một cái mức độ nhất định thôi. Mình có thể uống là 500 mg trong một ngày hoặc có thể cách ngày, tại vì nếu không nó sẽ quá nhiều, nếu mà mình uống thời gian quá dài ấy, nó sẽ lắng đọng ở trong thận của mình, nó gây ra tình trạng là sỏi thận nữa. Cái bài sỏi thận bữa sau mình cũng sẽ học, nó cũng có nguyên nhân của vitamin C. Nên các bạn phải hiểu ha, đối với những vitamin ấy, đối với những vitamin nhóm B ấy, thì tôi thấy thường nó là vô hại nhất ấy. Các bạn uống thời gian kéo dài như B6, B3, B12 thì có thể người ta uống thời gian khá dài, nó không có quá nhiều ảnh hưởng, tại vì nó thường tốt cho cái thần kinh, tại vì vitamin nhóm B. Nhưng mà đối với lại vitamin C thì mình phải lưu ý nha, nó cũng sẽ gây ra một số cái biến chứng nếu mình sử dụng quá nhiều. Rồi những trường hợp như bệnh bệnh mãn tính nó làm cái thành mạch mình không bền, như vậy xơ gan. Cái xơ gan ở đây á thì nó vừa làm cho cái thành mạch không bền mà nó vừa làm cho giảm tiểu cầu nữa. Nên là nó gây cho cái tình trạng dễ bị xuất huyết, hay là những người đái tháo đường, hay là những người họ lớn tuổi các bạn, các bạn thấy họ rất là dễ bị bầm không? Đó, đó là do cái thành mạch nó không còn bền nữa, nó rất là dễ bị, nó mỏng quá, nó dễ vỡ ra, nó gây xuất huyết. Hay là một cái bệnh nữa, lát nữa mình sẽ học, đó là bệnh scoliosis. Cái bệnh này nó là bệnh tự miễn do cái tổn thương thành mạch. Đó là những cái bệnh lý, hay là bệnh não mô cầu ha. Não mô cầu nó sẽ có cái dạng xuất huyết hình bản đồ, nó rất là điển hình của bệnh não mô cầu này. Nói chung nó là do thành mạch mình không bền. Rồi cái nhóm thứ hai đó là do nhóm tiểu cầu. Tiểu cầu đây của mình, thứ nhất nó giảm về số lượng, thứ hai nó giảm về chất lượng, quá rõ ràng đúng không? Như vậy thì thứ nhất là nó giảm về số lượng, thì có nghĩa là nó không có sản sinh đủ số lượng tiểu cầu đó, có thể bệnh lý ở tủy. Hay là những cái bệnh lý liên quan tới di truyền, như là đây mình có sẽ có cái bệnh Glanzmann hay là bệnh Willebrand, là bệnh di truyền qua gen. Thì Glanzmann nó là di truyền qua gen lặng, còn Willebrand nó di truyền qua gen trội, nó rất hay gặp. Gen trội mà chỉ cần một gen hay dị hợp tử hay đồng hợp tử thì các bạn cũng bị bệnh hết. Đó này là Willebrand nó cũng hay gặp, nó cũng làm cho cái tình trạng là máu mình nó sẽ, cái hiện tượng mà co máu nó sẽ diễn ra chậm chạp hơn, nó không có co máu được, người ta dễ bị xuất huyết. Rồi cái nhóm tiếp theo, xin lỗi, cái tiểu cầu mình trong đó nó có một cái bệnh, nhóm bệnh nữa, đó là cái bệnh liên quan tới huyết tương. Cái bệnh huyết tương đây á có nghĩa là do như ta nói này đó, là tủy xương mà nó không hoạt động ha, hay là những cái trường hợp mà do cái bệnh lý ác tính khác nó lấn át cái tiểu cầu của mình. Ví dụ như là người ta bị cái bệnh máu trắng á, leukemia á các bạn, nó là bệnh lý bạch cầu. Đôi khi nó làm cho cái bạch cầu nó phát triển quá dữ dội đi, quá nhiều nhưng mà lại không không có đủ chức năng.
Thì các bạn cứ nhớ vậy nè, tế bào ung thư á, nó là một cái tế bào giống như những tế bào khác, nhưng mà chỉ có điều ấy là nó không chịu làm việc và nó phản sản sinh quá nhiều. Thì khi mà nó không làm việc và nó sản sinh quá nhiều thì nó sẽ lấn át những cái tế bào phải đang làm việc. À, như vậy nó làm cho những cái tế bào đó mất đi chức năng, tạo ra một cái khối u, có nghĩa là cho những cái tế bào đó hình thành quá mạnh mẽ đi, nó sinh sản quá nhiều đi, tạo ra một cái cục luôn. À, đó là tế bào ung thư, đó là bản chất chung của ung thư. À, nó là do những cái tế bào bất thường nó sản sinh quá nhiều, lấn át cái chức năng của những tế bào bình thường. À, như vậy thì ở những trường hợp mà bệnh lý ở huyết học, ví dụ như là họ bị leukemia, thì nó sẽ là do những cái tế bào ác tính đó nó lấn át đi cái hoạt động bình thường của cái tiểu cầu hay là của hồng cầu. À, như vậy thì những người đó họ sẽ mất đi cái chức năng của tiểu cầu hay là của hồng cầu. Nên lại khá vậy. Rồi những trường hợp như là cường lát như tôi nói nãy trong bệnh lý về hồng cầu rồi ha, nó là cái mồ chôn của tế bào máu là hồng cầu và tiểu cầu. Như vậy thì khi lát to quá, tiểu cầu mình nó sẽ chết nhiều hơn, như vậy ấy, thì nó sẽ làm cho giảm đi cái khả năng mà đông cầm máu của cơ thể mình. Hay một bệnh lý lát nữa mình sẽ học đó là xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn. Nha, nghe cái từ này là mình thấy rồi, nó là bệnh lý của miễn dịch. Nha, tự miễn là bệnh lý của miễn dịch. Rồi cái nhóm thứ ba đó là nhóm liên quan tới huyết tương. Huyết tương thì ở đây mình sẽ thấy nè, mình có 12 cái tố đông máu đó, rồi bất kỳ giảm cái tố nào trong 12 tố đó thì nó sẽ gây ra cái bệnh lý này. À, bệnh lý của xuất huyết. Thì đây mình sẽ có giảm yếu tố nào cũng được, mà bệnh lý mình hay gặp lát nữa mình cũng sẽ học, đó là thiếu hụt cái yếu tố về hemophili. À, mình có hemophilia A và B là yếu tố 8 và yếu tố chính ấy. À, nó sẽ di truyền cho những sắc thể giới tính X. Rồi những cái bệnh lý liên quan tới những bệnh lý khác như là những cái yếu tố khác như là prothrombin ha, hay là những bệnh lý như tiêu sợi huyết, đó là fibrinogen. Có nghĩa là cái fibrinogen này á, nó là một cái thành phần, đây mình xem, đây nó là yếu tố đầu tiên đó, nhưng mà nó có yếu tố ổn định fibrin, là yếu tố thứ 13 để ổn định cái sợi fibrinogen này. Có nghĩa là giống như cái máu của mình nó giống như là cái sự đan xen ấy, nó có một cái mạng lưới để cầm máu lại, nó như cái màng nhện ấy, nó bích lại, nó cho máu chảy nữa. Rồi như vậy thì trong trường hợp mà chúng ta bị những cái vấn đề như là mình sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đi, hay là người ta bị một cái bệnh lý tiêu sợi huyết bẩm sinh, à, như vậy thì có nghĩa là cái fibrin này, fibrinogen này nó sẽ bị mất đi. Ủa? Ôi sorry các bạn nha, tôi bị rớt mạng. Các bạn nghe đến đâu rồi ha? Không biết nó nằm ở đâu. Các bạn nghe đến cái sợi fibrinogen chưa? Rồi ok, vậy tiếp ha. Tại vì nó mất mạng, lát sau tôi mãi mới vô.
Rồi, như vậy đó là cái bệnh lý liên quan tới tiêu sợi huyết ha, có nghĩa là nó thiếu những yếu tố liên quan tới cái 12 tổ đông máu đó của mình, đó là bệnh lý do huyết tương. Như vậy thì cũng tương tự với là bệnh lý của bạch cầu thôi, ý xin lỗi, hồng cầu thôi, có nghĩa là chúng ta xuất huyết nó chỉ là một triệu chứng. Vấn đề là mình phải tìm được nguyên nhân. Tại sao người này họ bị xuất huyết? Rồi, như vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào cái nhóm triệu chứng của xuất huyết. Thì nó cũng đơn giản giống như thiếu máu vậy thôi. Triệu chứng này thì rõ ràng đó, thì đa phần trong cơ thể mình ấy nó luôn luôn có cái hiện tượng là vỡ mạch máu, đặc biệt là khi chúng ta vận động mạnh. Bây giờ các bạn tập thể dục này, các bạn tập gym này, đặc biệt là bạn nào mà tập gym ấy, là nó mà khi mà cái cơ của mình đó các bạn nó giãn quá đấy, hoặc nó co, thì nó sẽ gây cái hiện tượng là có đôi khi những mạch máu quá nhỏ ấy, mạch máu nhỏ ấy, nó sẽ đứt ra. Tôi share slide này. Những cái mạch máu nhỏ ấy, nó sẽ đứt ra, thì khi nó đứt như vậy ấy, thì cơ thể mình bình thường ấy là nó sẽ cầm lại được luôn, mình không thấy cái hiện tượng gì xuất huyết gì hết trơn à, tại vì cơ thể mình nó cầm lại được à. Như vậy thì trong trường hợp mà chúng ta bị bệnh lý về xuất huyết này, có nghĩa là nó không cầm được, hoặc nó có bất thường gì đó, nó cầm rất là lâu à, thì mới cầm được à, thì đó là cái bệnh lý này. Như vậy thì về cái triệu chứng ở đây á, mà dễ gặp nhất thì xuất huyết mình có thể có nhiều dạng, mình có thể xuất huyết ở da, xuất huyết ở niêm, xuất huyết ở nội tạng. À, như vậy thì nhẹ nhất của mình hay gặp có thể là xuất huyết ở da. Da đó là hiện tượng là mình sẽ có những cái mảng bầm, mà bầm ở đây thì tất nhiên cái nào cũng gọi là xuất huyết được hết nha. Ví dụ như các bạn bị bầm với chấn thương ấy, các bạn đập cái đầu gối các bạn này, hay là chân ống quyển gì đó vào đâu đó tự nhiên cái mình bầm à, thì đó cũng là xuất huyết, cũng là xuất huyết, nhưng mà nó chỉ là mức độ mình biết cái va đập của nó, mình biết cái độ mức độ chấn thương của nó, nó không gãy xương gì hết, chỉ bầm thôi thì còn nhẹ ha. Đó nghĩa là nó là dạng xuất huyết. Rồi như vậy thì đây mình thấy quay lại mình thấy là thường ủa thực ra xuất huyết hay chạy hay mình hay thấy ở những cái chỗ như là chỗ mà tiếp xúc gần với lại da với xương hơn. Tại sao những cái chỗ mà có cơ nhiều, ví dụ như là bắp tay này, hay là ở dưới bắp chân của mình này, ở không không thấy mà hay thấy ở chỗ phần xương à, thì tại vì nếu mà chúng ta va đập ở những phần xương mình sẽ dễ thấy hơn, tại vì cái phần da của mình với xương của mình nó không có mô đệm nhiều ở dưới, nên là mình sẽ thấy nó bầm dưới da rất là rõ. Còn đối với lại những trường hợp mà có cơ nhiều, ví dụ như là ở đùi này, ở bắp chân của mình này, thì đa phần những chấn thương đó đấy nó cũng sẽ bầm các bạn, nhưng mình không thấy được, đó là tại vì người ta gọi là dập cơ rồi. Thì khi dập cơ như vậy thì nó sẽ có hiện tượng là nó xuất huyết ở bên trong nha, và nó làm căng cứng, mình không còn thấy bầm nữa nhưng mà thấy chỗ nó căng lên à. Có những trường hợp nó căng quá mức ấy, mà người ta phải phải rạch cái chỗ ra để cho máu nó thoát ra, để cho nó bớt đi cái sự căng đó, tại máu nó không có chỗ ra các bạn. Xuất huyết dưới da có nghĩa là máu nó nằm ở cái mô dưới da và nó không có ra được, tại vì da nó chưa có rách mà, đâu có rách đâu mà ra, như vậy nó không có chảy ra được đúng không? Như vậy thì nó nằm ở trong đó, đặc biệt là những nó bị ép bởi những cái cơ nữa, nó sẽ len lỏi trong đó và nó làm cho cái cơ mà nó cứng lên, nó căng lên à. Những trường hợp đó thì người ta phải rạch ra cho cái máu bầm nó thoát ra bên ngoài để giải áp cho cái chuyện đó à, đại khái như vậy ha, có nghĩa là để mình hiểu là như thế. Đó là những cái mảng bầm ấy, thì đa phần mình thấy nhiều nó nằm ở trong những cái chỗ mà tiếp xúc với xương nhiều hơn ha. Rồi như vậy thì xuất huyết dưới da của mình ấy thì nó có những cái giai đoạn, ví dụ như các bạn thấy là cái mảng bầm đây nè đó. Như vậy thì mình sẽ thấy nó có tùy giai đoạn, cái mảng bầm này thì mình đoán có thể là chắc 5 7 ngày, 5 6 ngày rồi à, bầm rất là rộng đúng không, và nguyên cái phần khuỷu này luôn và khá rộng đó. Như vậy thì tùy vào cái màu sắc ở trên cái mảng bầm đó để mình đoán được cái thời điểm mà họ bị. Như vậy thì cái mảng bầm của mình thường nó sẽ có từ đỏ này, tím rồi vàng rồi xanh, rồi sau đó nó biến mất. Nên như vậy thì mình thấy đây là cái bảng bầm khá là lớn, và nó có màu vàng rồi à, thì có nghĩa là nó cũng gần hết rồi đấy. Thì thường đa phần những cái mảng bầm do chấn thương ấy thì nó rất là khoảng chừng 7 ngày 10 ngày gì thôi, nhưng mà đối với những cái mảng bầm mình nhiều hơn, ví dụ như là mảng bầm mà do tự nhiên thì có thể tự nhiên nó bầm sang chỗ này, xong nó bầm chỗ kia à, như vậy thì nếu như các bạn không có va đập vào đâu hết nhưng mà các bạn tự nhiên bị bầm, ồ như vậy thì mình phải xem lại là chúng ta có bệnh lý gì không và quá trình đông máu mình hay không nha. Còn khi mình bị chấn thương, mình bị bầm đó là chuyện bình thường đó. Nhưng mà nếu như bị bầm mà lâu quá mà nó không hết à, thì cũng là một vấn đề. Ví dụ như bầm lớn thì không nói, bầm nhiều thì không nói, nhưng mà lỡ mình bầm mà nguyên một cái mảng đó nó không hết luôn, nó không thay đổi màu sắc gì luôn trong vòng kéo dài luôn à, hoặc là nó sẽ sưng lên, nó nề hơn nữa, ồ thì đó là một vấn đề. Rồi như vậy thì cái mảng bầm ở trên da của mình, về cái những cái bầm máu đó thì người ta có chia là làm những cái dạng khác nhau. Ở đây mình sẽ có là thứ nhất là dạng chấm. Chấm có nghĩa là nó sẽ có cái kích thước của cái mảng bầm đó đấy, nó dưới 1 mm thôi, là chấm à, nó giống như cái điểm như các bạn chấm cái bút lên đấy.
Còn nốt nốt xuất huyết thì nó từ 1 tới 10 mm, nó khoảng là dưới 1 cm, cũng bự ha các bạn ha, 1 cm của mình cũng to đấy chứ. Nốt còn mảng ở đây là mình từ 1 tới 10, mảng bự hơn. Còn đám ở đây là mình có nhiều nốt, nhiều chấm, nhiều mảng gộp lại thì gọi là đám ha. Giống như cái trường hợp này mình gọi là đám này, rồi ở đây cũng có chấm chấm này, rồi đây là mảng bự này, rồi chấm nốt tùm lum hết ha. Nó đa dạng với nhau thì mình gọi là đám. Rồi còn nếu mà khối máu tụ, có nghĩa là mình bị u đầu đấy đó, nguyên một cục nó sưng lên đấy, thì đó là nó thành cục dưới da luôn, thì cũng là máu bầm thôi. Các bạn thấy những em bé mà bị kéo ra bởi phọt xép á, bởi những cái dụng cụ ấy, dụng cụ sinh đi, hỗ trợ sinh đấy, em đầu bé nó dài đó, thấy không? À, thì đó nó là bị bầm máu ấy, nó sẽ hết, à, nó sẽ hết đó, kiểu vậy để mình hiểu ha. À, như vậy nếu mà một người bị bầm máu không phải do chấn thương, nghĩa là bầm máu tự nhiên đúng không? Nếu mà bạn nói là bầm máu tự nhiên, bầm máu tự nhiên thì thường ấy nó sẽ bầm hoại các bạn, có nghĩa là các bạn bầm chỗ này xong nó hết bầm, xong nó lại bầm chỗ khác. À, có nghĩa là nó chứng tỏ một tình trạng là thành mạch của mình hoặc là yếu này, hoặc là tiểu cầu mình không có đấy, thường nó như vậy đó. Nên là mình sẽ phải kiểm tra chứ, mình sẽ phải kiểm tra xem là tại sao mình bầm, mình không có chấn thương, mình không có va đập vào đâu hết, chứ không khi nào có trường hợp bầm máu tự nhiên có một mảng xong rồi thôi, không có, nó sẽ bầm tùm lum trên cơ thể mình hết. Như tôi nói đó, lúc này trong cơ thể mình nó cũng sẽ có những mạch máu nó vỡ, như vậy thì mình không thấy là do nó tự làm lành rồi. Còn nếu như mà mình không làm lành được thì chắc chắn nó bầm chỗ này rồi nó sẽ bầm chỗ khác ha. Tại vì nó không có lành được thì nó sẽ bầm tiếp chứ, nó đâu phải nó ngưng được ha. Nên là nếu mà trường hợp bầm máu thì nó phải có một thời gian các bạn, nó bầm chỗ này, nó bầm chỗ kia, bầm nhiều chỗ và chảy máu tự nhiên hoàn toàn, không có chấn thương và đập. Thì lát nữa mình sẽ học điều trị em. Từ từ ha, mình đang nói đến triệu chứng mà, từ từ. Rồi như vậy thì ở đây mình sẽ thấy nè, ở đây là mình đang nói đến xuất huyết dưới da ha, nó theo thứ tự như vậy, là có chấm, có nốt, có mảng, có đám, nó là xuất huyết dưới da. Ở đây là đây là một số cái dạng xuất huyết dưới da đây, đây là bệnh lý về não mô cầu đó, nó là xuất huyết dạng bản đồ, tại vì tôi chụp có một phần thôi chứ thực ra nó rất là dài cả cơ thể luôn. Đây cũng là một cái đám, đám đó. Nó có chấm này, nó có mảng này, nốt tùm lum hết, đây là đám. Ở đây là cái gọi là cái chấm xuất huyết đó. Chấm xuất huyết nó rất là nhỏ, dưới 1 mm, khoảng 1 mm. Thì đây mình sẽ lưu ý nè, các bạn đợi tôi một chút nha, tôi chỉnh lại cái wifi được rồi, tôi đang sử dụng 3G, tôi sợ lát nó tắt luôn. Rồi, các bạn thấy đường truyền tốt không? Có bị giật giật gì không? Từ sáng giờ tôi dậy, buổi sáng cũng dậy, cái đường truyền nó cũng có lỗi gì đó. Rồi, ok, tiếp ha. Nhưng mà thì đây là cái nốt xuất huyết, rất là nhỏ, giống như gọi là cái giống như cái nốt ruồi vậy đấy. Như vậy thì các bạn thấy những cái nốt ruồi son không? Các thấy nó rất là đỏ đúng không? Như vậy thì làm sao mình phân biệt được đây là cái nốt xuất huyết hay là một cái hồng ban nào đó ở trên da? Thì cách phân biệt ở đây là mình sẽ lấy tay đó, mình kéo ra, tay mình để một tay đầu bên này đúng không, một tay mình sẽ để đầu bên này, rồi mình kéo nó ra, kéo căng nó ra đó, kéo căng nó ra. Thì khi mà mình kéo căng nó ra đó mà nó mất thì đó không phải là xuất huyết, tại vì xuất huyết là máu nó đang nằm ở dưới da, nó không thể nào mất được, dù kiểu gì nó cũng không mất được. Nếu như các bạn cầm tay các bạn kéo cái nốt ruồi son đi là nó hơi mất rồi, tại vì nó là u mạch máu, nguyên cục máu đó mà. Rồi như vậy thì khi mà trường hợp mà cái này nó mất là không phải là xuất huyết, còn nếu như nó không mất thì đó chính là xuất huyết nha. Để mình phân biệt xuất huyết với lại cái hồng ban thôi, ví dụ như các bạn bị mụn mất, mụn nó là một cái dạng viêm thôi, nó đỏ đúng không, kéo nó đi nó sẽ mất, tại vì nó phải xuất huyết. À, còn nếu mà xuất huyết thì nó sẽ không mất, nó hiểu hiểu nôm na là vậy. Và đây là cái trường hợp các bạn thấy đây nè, đây là cái gì các bạn biết không? Cái này chắc là mình đã quen rồi đúng không? Cái này là cạo gió đúng không? Các bạn thường thấy là mình hay có cái kiểu là người ta hay có cái kiểu là người ta trúng gió ha, cái từ dân gian mình hay dùng ấy là trúng gió. Trúng gió thì phải đi cạo gió
À, nếu như một ngày đẹp trời cái mình thấy ôi nay trời thành phố mình đẹp quá, mình đứng ra ngoài ban công mình hóng gió, lát vô mình thấy ủa sao sái cái cổ luôn không được luôn, mà quay đâu cũng thấy đau mỏi hết. À cái mình nghĩ là mình bị trúng gió, cái mình kêu bạn mình đi cạo gió ha. Thì thật ra cái việc cạo gió đó nó là xuất huyết, nhưng tại vì sao người ta hay cầm cái đồng xu hay là người ta cầm cái gì vật gì nhọn nhọn ấy, người ta hay cầm cái vật gì nhọn nhọn ấy, xong rồi người ta cạo đó, em vật nhọn quên, vật tròn như vật nhọn rất da mất rồi đó. Như vậy thì đó người ta gọi là cạo gió ha. Thì cạo gió thật ra cái từ cạo gió là cái từ dân gian thôi, và ngày nay chúng ta không có một cái khái niệm gì liên quan tới cạo gió nữa các bạn. Nói chung là cái ông thần gió ổng bay đâu kệ ổng ha, chứ mình đừng có đổ thừa cho ổng ha. Như mình đứng ra nó mình thấy trời sao mệt quá, tại cái gió làm cho mình bị, thật ra không có bệnh gì người ta kiêng gió hay là người ta kiêng tắm rửa hay gì hết trơn, không có liên quan gì tới gió nha các bạn. Đó, đây là những cái lần mà mình bị cạo gió có thể nha là chúng ta bị nhiễm siêu vi ha. Như vậy thì nhiễm siêu vi nó là một cái dạng nhiễm chung của tất cả những loại virus thôi, kể cả các bạn có nhiễm covid đi chăng nữa thì nó cũng là triệu chứng của nhiễm siêu vi. Như vậy thì khi mà chúng ta cảm thấy là mình đau mỏi, nhức mỏi, ê ẩm, đau đầu, khó chịu, thì mình thấy là ồ tôi cạo gió xong thấy đỡ, thì nếu bạn nào mà là fan của cái việc cạo gió thì tôi không biết ha, nhưng mà thật ra nó sẽ là một cái vấn đề như thế này. Về mặt khoa học mà để mình lý giải á, thì khi mà mình cạo gió nó sẽ làm cho mình bị xuất huyết khắp mọi nơi như thế này, các bạn thấy ha, đó khắp nơi ha. Như vậy thì chúng ta sẽ không có còn cái cảm giác đau của trung tâm nữa, có nghĩa là mình sẽ không có cảm giác đau từ ban đầu nữa, mà các bạn cảm thấy ôi mình ê hết cả cái người của mình, và lát sau mình sẽ là cảm thấy là ôi mình không còn đau cái chỗ mà mình đau lúc đầu nữa, nhưng tại vì thật ra bây giờ mình đã ê hết tất cả rồi, và cái máu của mình ấy nó đã nó được phân bổ hết trong khắp cơ thể mình luôn, tại vì là chúng ta đang kích thích đau nó, mà kích thích đau nó ở chỗ khác đó, nên đâm ra mình cảm thấy thoải mái rồi, tại vì mình thấy nó không còn đau như ban đầu, chứ không có nghĩa là mình hết nha các bạn đó. Nên là ngày xưa người ta cứ nghĩ là đó là cạo gió là sẽ hết, tôi không biết là từ đâu ra, từ dân gian từ đâu, nhưng mà tới bây giờ các bạn thấy không có đông y ở đâu người ta điều trị bằng cách người ta cạo gió các bạn hết. Người ta có thể dắt hơi là cái đó có, nhưng mà người ta không cạo gió. Đó là để mình hiểu là như vậy ha. Rồi như vậy thì có những trường hợp nếu như ha, các bạn thấy là có những cái nghệ thuật của việc cạo gió nữa ha, đó cạo đẹp luôn, mà cạo nguyên một cái hình như điêu khắc trên người người ta vậy đó. Như vậy thì để mình hiểu là cái khi mà người ta bị cạo gió, khi mà người ta bị nhiễm siêu vi như vậy á, có thể người ta bị sốt xuất huyết, có thể thôi, họ làm bệnh lý gì về xuất huyết, mà khi mà mình kích hoạt nó lên, mình làm cho người ta tăng xuất huyết hơn, lỡ như người ta bị sốt xuất huyết thì cái việc chảy máu này của họ nó sẽ ồ ạt hơn, nó sẽ nhiều hơn đó. Nên là mình lưu ý ha, đến chuyện đó. Nên là cạo gió thì tôi không có cổ vũ cái chuyện cạo gió ha, không có đổ thừa cho là gió máy gì hết ha. Cả cả ngày xưa những người họ đột quỵ đó, họ ngồi ngoài, họ ngồi ngoài cửa đấy, xong rồi họ đang nói chuyện ấy, tự nhiên họ bị sụi lơ một bên luôn, cái người ta đổ thừa là cho trúng gió, vô cạo bôi dầu quá chừng dầu bôi luôn, xong rồi vô bệnh viện là mùi dầu nồng nặc luôn, ở nhưng đâu hết đâu, đúng không? Bạn có cạo hay làm gì người ta cũng đâu hết không? À thì đó là đâu phải là bệnh lý của liên quan tới gió đâu mà bạn cạo mà hết, đúng không? Đó. Nên là chúng ta hiểu phải như vậy ha, có nghĩa là nó là một cái vấn đề của khoa học thôi, nên là mình thấy ha cạo gió này thì nó là gây tình trạng xuất huyết đấy. Rồi về xuất huyết, nó là xuất huyết da, còn xuất huyết niêm thì nó sẽ giống như trường hợp mà chúng ta đánh răng ấy, bình thường chúng ta đánh răng lâu khi lâu lâu chúng ta bị chảy máu, thì đó là xuất huyết niêm. À, thì xuất huyết niêm có thể là ở chân răng này, ở mũi này, ở niêm mạc của mình, nú này nọ đó, thì đó xuất huyết niêm. Còn xuất huyết tạng, ví dụ như là có kinh này là xuất huyết tạng. Nhưng mà kinh nguyệt như tôi nói rồi đó, kinh nguyệt nó là một cái tình trạng hoàn toàn sinh lý, nó không gây ra bệnh lý, tại vì đó là kinh nguyệt, nó là một cái triệu chứng của sinh lý. Như vậy thì khi kinh nguyệt nào nó là bệnh lý? Khi kinh nguyệt các bạn nó kéo dài hơn bình thường, ví dụ các bạn có 7 ngày các bạn hết kinh, bây giờ các bạn có tới 15 ngày, 30 ngày các bạn mới hết kinh là, thì đó là bệnh lý. Khi kinh nguyệt các bạn có lượng kinh mà hành kinh nó nhiều hơn, ví dụ như là các bạn bình thường ở một ngày mà chỉ thay khoảng chừng vài băng thôi, bây giờ mình thay đến 10 băng vệ sinh không hết, vẫn máu vẫn rất là nhiều đó. Như vậy thì những trường hợp đó nó mới gây ra tình trạng bệnh lý thôi, có thể gây ra thiếu máu, có thể gây đó là tình trạng xuất huyết đó, nên là mình phải lưu ý. Hoặc là trường hợp mà tự nhiên mình đã ổn định kinh nguyệt, kinh mình rất đều, lâu lâu tự nhiên bây giờ mình có 2 lần có kinh trong 1 tháng, hoặc là mình mới có kinh đây mà lại có kinh nữa đấy, đại khái như vậy thì đó là bất thường. Nên còn về mặt có kinh nguyệt nó không gây cho mình thiếu máu, như nãy mình học về thiếu máu cũng không gây ra mình thiếu máu,
cũng không gây cho mình tình trạng sốt huyết. Cái đó người ta chỉ gọi là sinh lý thôi. Như vậy thì những trường hợp mà rong kinh, rong huyết có nghĩa là kéo dài, cái kỳ kinh kéo dài hơn ấy, làm cho mình bị thiếu hồng cầu hơn, thì đó là bệnh lý. Hay là những trường hợp sốt huyết tạng như là dạ dày này ha, hoặc tiêu hóa, hay là trực tràng hay gì đó, trĩ ha, rồi thận liễu, nói chung là cơ quan nào đó mà bị chảy máu thì người ta gọi là sốt huyết tạng. Thì sốt huyết tạng rất là nặng hơn các bạn. Khi mà ta đã sốt huyết tạng rồi ấy, thì có nghĩa là cái tạng mà nằm ở trong cơ thể của mình. Có những trường hợp các bạn thấy người ta bị chấn thương ngực ấy, như là lái xe hơi đi ha, người ta đập cái ngực họ vô vô lăng ấy. Thì mình thấy ủa đâu thấy tổn thương gì đâu, nhìn thấy bình thường lắm mà sao người ta tử vong vậy? À có thể là cái xuất huyết ở bên trong nội tạng ấy, bên trong lồng ngực ấy, nó chèn ép tim của họ, hoặc là tim họ xuất huyết đấy, đại khái như vậy, và nó gây tình trạng họ tử vong. Nó là xuất huyết tạng thì thường mình không thấy được ấy, nên là nó thường mình sẽ phát hiện ra trễ hơn, nên là cái tình trạng họ dễ bị nặng hơn. Như vậy đó là cái nhóm xuất huyết, cái triệu chứng của xuất huyết thôi. Như vậy về xét nghiệm ấy, thì mình sẽ xuất huyết thì nó không có dễ như tiểu cầu, dễ như hồng cầu là mình xét nghiệm ra mình thấy thiếu máu liền. Còn này mình xét nghiệm đôi khi mình không thấy, tại vì mình có ba nhóm nguyên nhân, là nguyên nhân của thành mạch, nguyên nhân của tiểu cầu và nguyên nhân của huyết tương. Như vậy thì mình phải xét nghiệm làm sao cho nó đủ đây, cho mình biết là do cái nào đây. Như vậy thì nó cũng khá là tốn kém như việc xét nghiệm, nên là những cái có một số cái xét nghiệm cơ bản thôi mình sẽ sử dụng ngay đầu tiên khi mà mình nghĩ người ta bị xuất huyết. Đó là mình sẽ xét nghiệm tiểu cầu, mình xét nghiệm về một số cái yếu tố đông máu, như là fibrinogen này, ABTT hay BT, là yếu tố về thời gian đông máu, để nó gợi ý cho mình coi là cái người này họ bị là do cái tiểu cầu giảm này, hay là họ do là thiếu về yếu tố đông máu, đại khái như vậy. Còn yếu tố mà liên quan đến thành mạch ấy, thì người ta sử dụng một cái nghiệm pháp bây giờ người ta cũng ít dùng lắm các bạn, đó là nghiệm pháp dây thắt, đó là laser. Cái này có nghĩa là người ta dùng một cái băng quấn, họ quấn lên tay của mình, họ quấn lên tay của mình giống như huyết áp đó các bạn, xong họ bơm lên tạo một cái áp lực lên đó. Thì giống như huyết áp các bạn, nếu bạn nào mà đo huyết áp cho bạn mình ấy, các bạn thấy khi mình đo lâu á cái mình bị tê tay đúng không? Như vậy có nghĩa là khi mình tê tay nghĩa là nó làm giảm đi cái lượng lưu thông máu của mình mới bị tê. Như vậy trong trường hợp mình bơm lâu hơn nữa thì cái tay của mình ấy, những cái nó tạo một áp lực lên những cái mạch máu ở trên đó. Cho thì những mạch máu nào nhỏ không chịu được áp lực nó sẽ vỡ. Nó sẽ vỡ ra. Như vậy thì nó vỡ ra nó thể hiện cái tình trạng là họ bị sốt huyết. Như vậy thì nếu như nó vỡ nhiều thì thể hiện cái dấu hiệu Lasix này dương tính. Thì đây người ta sẽ đố đếm những cái nốt ở trên 1 cm vuông. Sau khi mình đã bóp bóng lên rồi sau đó mình ép làm cho cái mạch máu nó chịu không được và nó vỡ ra. Nếu mạch máu này yếu quá, thành mạch nó yếu quá nó sẽ vỡ ra. Như vậy thì nó sẽ thể hiện những cái chấm xuất huyết, những cái nốt xuất huyết. Thì nếu như khoảng chừng dưới 10 nốt thì là Z dương rồi, dương 1 cộng rồi, dương ít. Nếu mà từ dưới 20 nốt là dương 2 cộng, trên 20 nốt là dương 3 cộng. Có nghĩa là dương nhiều hơn. Nhưng mà ngày nay người ta không có sử dụng nó nữa, tại vì đôi khi có những trường hợp ấy, tiểu cầu mình giảm này, thì nó cũng sẽ la z cũng sẽ dương, hay là trường hợp thành mạch không bền nó cũng dương, nên là mình khó phân biệt đó. Nên là cái này thì mình cũng chỉ là ngày xưa người ta sử dụng thôi, giờ mình cũng ít sử dụng nó lắm. Thì đó là cái xét nghiệm. Rồi như vậy thì nói tóm lại ở trong cái phần đầu này ha, để mình nhớ lại một số cái, thì mình có ba cái nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân do thành mạch, thứ hai nguyên nhân do tiểu cầu, và thứ ba là nguyên nhân do huyết tương. Như vậy thì cái vấn đề triệu chứng người ta thể hiện ra như nãy giờ mình nói đó, là người ta có thể xuất huyết da, xuất huyết niêm hay là xuất huyết nội tạng. Nhưng mà vấn đề đây là mình phải coi coi do nguyên nhân nào mà làm cho họ bị xuất huyết như vậy thì mới là quan trọng. Thì mình phải phân là từng nguyên nhân. Như vậy thì về xét nghiệm thì mình cũng không có nhiều xét nghiệm ở trong cái bệnh lý này. Mình có thể xét nghiệm liên quan tới tiểu cầu, xét nghiệm huyết tương. Đôi khi có những trường hợp họ bị hai ba cái nguyên nhân cùng một lúc luôn. Họ vừa giảm tiểu cầu, họ vừa thiếu yếu tố về đông máu luôn. Có khi có những trường hợp như vậy. Đó. Hay là có thể là họ bị xuất huyết do thành mạch không bền, như bệnh lý sốt xuất huyết ấy. Bệnh lý sốt xuất huyết đó các bạn, là vừa thành mạch không bền mà vừa tiểu cầu giảm. Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào từng nhóm bệnh ha. Như vậy lúc nãy một bạn hỏi là làm sao để điều trị đối với những người bị bầm máu tự nhiên. Thì như vậy giống như tôi nói thôi, mình phải coi nguyên nhân của họ là gì thì mình mới điều trị được. Thì bây giờ mình sẽ đi vào một số cái bệnh liên quan tới xuất huyết, để mình sẽ coi coi cái nhóm mà xuất huyết tự nhiên nó thuộc cái nhóm nào. Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào cái xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn. Cái xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn là mình nghe là mình thấy nó là bệnh lý tự miễn rồi. Nó là do tiểu cầu nó giảm đi, do nguyên nhân tự miễn, do kháng thể nó sinh ra, đây kháng thể IgG nó tạo ra và nó tiêu diệt, nó gắn với cái tiểu cầu đó, nó tiêu diệt cái tế bào tiểu cầu đó, làm cho tiểu cầu mình nó giảm đi. Như vậy thì những trường hợp này á, triệu chứng chính của họ sẽ là bị giảm tiểu cầu, nên họ sẽ dễ bị chảy máu tự nhiên.
như họ chảy máu niêm. Thường cái nhóm mà tiểu cầu mà giảm thì thường họ hay chảy máu niêm là nhiều, chảy máu tự nhiên ở niêm thôi, da ở niêm thôi, chứ chưa có chảy máu nội tạng đâu. Thì trong trường hợp mà tiểu cầu nó giảm dưới, bình thường tiểu cầu mình khoảng chừng 150 đến 400 ngàn trong 1 mm khối máu. Như vậy thì trong trường hợp mà tiểu cầu của mình mà dưới 50 ngàn ấy, thì mình sẽ xuất huyết tự nhiên ở tạng, có thể là tự nhiên ở niêm mạc ở tạng ấy, như là tiêu hóa này, hay là ở tử cung ở nữ ấy, có thể xuất huyết luôn, chảy ra máu kinh luôn. Nếu mà trường hợp mà tiểu cầu mình dưới 20 ngàn có thể xuất huyết nội sọ, trong não tự chảy máu luôn. Đó. Nên là tiểu cầu của mình thường thông thường ấy, nó giảm ở mức độ vừa phải thôi, thì nó chỉ xuất huyết da niêm thôi. Da niêm thông thường như là niêm mạc ở răng, ở nú này, ở mũi này. Đó, đại khái vậy. Thì cái đối với bệnh lý tự miễn này nè, thì nó cũng từ mức độ từ nhẹ đến nặng các bạn, chứ nó không phải là tự nhiên đùng cái người ta chảy máu ồ ạt đâu, nó cũng từ nhẹ đến nặng thôi, quan trọng là mình có phát hiện lúc nó nhẹ hay không thôi. Và như vậy thì đối với những trường hợp một cái không điển hình nhất là đánh răng chảy máu các bạn, có những trường hợp mình bị viêm nú ấy, mình đánh răng nó cũng chảy máu. Nhưng mà có những trường hợp tự nhiên cái mình đánh răng bình thường mình không chảy máu đâu, tự nhiên cái mình bị bệnh gì đó, cái gì mình đánh răng chảy máu, đặc biệt là mình có sốt ấy, mình đánh răng mà chảy máu thì mình phải nghĩ đến coi mình có bị sốt xuất huyết hay không. Rồi đây là những chảy máu cam thông, chảy máu triệu chứng ha, chảy máu thông thường, máu cam, chảy máu miệng, rong kinh, bầm tím, sốt dưới da, như nãy tôi đã nói ha. Lách có thể to hoặc là không, tại vì tiểu cầu ấy, trường hợp này nó cũng không phải là giảm quá nhiều, nên là lách của mình đôi khi nó cũng bình thường thôi, nó vẫn nằm trong cái nhóm mà lách có thể đảm đương được, nó vẫn có thể xử lý được cái tiểu cầu bị mất đi. Rồi số lượng tiểu cầu mà xét nghiệm nó sẽ giảm hơn bình thường, và những dòng tế bào khác thì nó bình thường. Như vậy điều trị đối với nhóm tự miễn thì nếu mà nguyên nhân là tự miễn rồi thì tất nhiên mình phải có những cái test về tự miễn như test the con lúc nãy mình nói, hay là những test liên quan đến bệnh lý hệ thống và miễn dịch. Như vậy thì mình sẽ sử dụng cái test đó để chẩn đoán nữa, chứ không phải là tự nhiên mình kết luận người ta bị thấy tiểu cầu giảm ấy, mình kết luận người ta bị giảm tiểu cầu tự miễn. Không phải đơn thuần để mình kết luận được một bệnh đâu, mình phải nhờ rất là nhiều yếu tố. Rồi như vậy thì mình sẽ phải loại trừ những cái bệnh lý không phải hiện tại, rồi sau đó mình phải coi những cái test về miễn dịch. Nếu như mà dương tính nữa thì mình có thể kết luận người ta bị giảm tiểu cầu do nguyên nhân tự miễn, rồi mình sẽ điều trị cho họ. Thì khi mà tự miễn là mình đã phán tự miễn, có nghĩa là mình đồng nghĩa với cái việc là mình phán họ không hết bệnh và mình phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Như vậy thì mình phải cân nhắc cái việc lợi và việc hại của cái thuốc ức chế miễn dịch đó. Lợi là nó sẽ làm cho cái hệ miễn dịch họ bớt đi cái việc mà tấn công lên tiểu cầu, nhưng mà cái hại nó sẽ làm cho miễn dịch họ bị ức chế và giảm chức năng đi, thì nó cũng là một cái phần không tốt. Rồi có những trường hợp họ có thể cách lách, uống thuốc ức chế miễn dịch như bữa mình đã nói rồi, và là truyền gamma globulin, nó cũng là một cái chất để giảm đi cái miễn dịch của mình, ức chế cái hệ miễn dịch của mình đi. Tiếp theo là cái bệnh ưa chảy máu, cái bệnh hemophili. Bệnh này thì nó cũng gây chảy máu tự nhiên luôn, nên là mình phải coi coi cái chảy máu tự nhiên nãy bạn mình hỏi đó là do cái gì. Mình phải lọc hết nó lại mình xem nó là cái gì. Thì ưa chảy máu hemophili này nè, hemophili là yếu tố 8 thứ 9, mình có hemophili A, hemophili B, người ta có thể thiếu một trong hai. Vậy người ta thiếu yếu tố nào mình truyền yếu tố đó. Rồi như vậy thì cái bệnh ưa chảy máu này á, nó là một cái bệnh thường gặp ở con trai, tại vì nó di truyền trên nhiễm sắc thể giới tính X. Cái bệnh này về mặt lịch sử của nó đó, là nó phát hiện từ hình như là Victoria, từ cái nữ hoàng Victoria thứ hai thì phải. Có nghĩa là cái thời đó họ lấy nhau trong cái dòng tộc đó các bạn. Thì khi mà lấy trong trong một cái khối mà trực hệ với nhau ấy, thì chắc chắn nó sẽ gây ra những cái đột biến gen. Và khi mà những cái đứa trẻ sinh ra thì nó sẽ có những cái đột biến. Thì Victoria cũng là vậy. Thì sau đó thì cái nữ hoàng này họ bị có cái giới tính X, có cái nhiễm sắc thể X ấy, giới tính ấy bị bệnh lý, nó di truyền trên gen lặn như vậy. Thì sau đó thì cái người con trai chắc chắn là lấy gen X từ mẹ rồi, Y là từ bố rồi đúng không? Như vậy thì sau đó thì cái người con của cái nữ hoàng này bị bệnh ưa chảy máu này và tử vong. Cái thời ngày xưa các bạn biết là tuổi thọ rất là ít, các bạn thường sống khoảng mười mấy, hai mươi mấy tuổi thôi à, cái thời mà cực kỳ lâu rồi đấy, là sống rất là ít ha, càng ngày người ta sống càng thọ lên thôi. Đó. Thì sau đó thì cái bệnh này nó ngày xưa thì trong hoàng tộc họ chỉ lấy nhau thôi, họ không được lấy người ngoài hoàng tộc, thì nó như vậy sẽ là ô uế cho cái hoàng tộc đó và nó không có được nối dõi đúng kiểu đại khái như vậy ha. Thì các bạn hiểu và hiểu là cái phong kiến ấy, ở phương Tây hay là châu Á hay châu Âu thì đều giống nhau hết nha các bạn, nó không phải là phong kiến nó ở châu Á sao phong kiến thế, chỗ không có họ vốn phong kiến như vậy nha, nhưng mà chỉ là cái họ thoát khỏi cái sự phong kiến đó sớm hơn người châu Á thôi, chứ họ vẫn phong kiến về mặt tập tục phong tục này nọ. Như vậy thì họ thường lấy trong cái hoàng tộc đó,
Sau đó thì cái bệnh này nó phát tán ra, và càng về thế hệ sau này thì cái người hoàng tộc ấy thì họ lại lấy người ngoài, thì thời đại nó mở cởi mở hơn thì họ sẽ lấy người ngoài. Vậy thì nó làm cái bệnh này nó phát ra bên ngoài luôn, nên tới ngày nay thì rất là lâu rồi. Thì cái bệnh này nó là cái lịch sử nó là như vậy, nên là ngày nay hemophilia cũng thường xảy ra ở người nam, tại vì nó là trên nhiễm sắc thể lặn, nên là đối với nam mà chỉ cần một gen của người mẹ thôi là đã bị rồi. Thì cái bệnh này nó đặc biệt một chút, có nghĩa là khi sinh ra đôi khi mình sẽ không biết, nhưng mà nó sẽ được kích hoạt sau khi ví dụ như là một cái chấn thương gì đó, hay là bị một cái bệnh lý nhiễm trùng nào đó, hay là nhiễm virus gì đó, thì tự nhiên cái bệnh này nó được kích hoạt lên. Nó có một yếu tố gọi kích hoạt gọi là trigger, một yếu tố nó kích hoạt nó lên. Như vậy thì ở đây mình thấy thường là đa số cái bệnh lý hemophilia này đặc trưng của nó là những cái xuất huyết tự nhiên tại ổ khớp, tại những cái hốc tự nhiên cơ thể mình. À, đặc biệt đó là cái ổ khớp. Như vậy như nãy tôi nói đó, tự nhiên người một người ấy họ bị bầm máu, hay họ bị sưng cái khớp lên, họ bị bầm trong đó, rồi không phải một khớp mà hai ba khớp luôn. À, như vậy thì mình phải nghĩ tới những cái yếu tố liên quan đến bệnh đông máu, nó rối loạn bị yếu tố đông máu như bệnh này đó. Nên là bệnh hemophilia là như thế, nó thường xuất huyết tự nhiên ha, ở những cái ổ khớp, như là ổ khớp này, ở cơ mông này, ở mắt này đó, kiểu vậy, tự nhiên nó xuất huyết ra thôi. À, thì bệnh này ngày nay mình cũng có cách rồi, mình cũng sẽ xét nghiệm cận lâm sàng. Ngoài những cái yếu tố đông máu ra, xin lỗi, ngoài những cái thời gian đông máu, ví dụ là ở những người này á, ở dân gian mình hay gọi là máu loãng á, có nghĩa là máu họ dễ bị chảy á, không có cầm được á, mà dân gian mình gọi như vậy thôi, nên là máu khó đông á. Thì những trường hợp đó mình xét nghiệm ra, mình thấy cái thời gian đông máu của họ sẽ kéo dài, à, nghĩa là mãi nó không lâu, mà trên và thường trên 12 giây. Bình thường máu của mình khoảng chừng 3 đến 4 giây nó đông rồi, như vậy thì thời gian nó quá dài như vậy thì nó cũng nghi ngờ ha. Rồi thêm vào đó là mình sẽ xét nghiệm những yếu tố về đông máu như là hemophilia, giờ mình cũng có rồi, mình xét nghiệm hemophilia, nếu mà nó không có thì chứng tỏ là người ta bị bệnh lý này ha. Thì sau đó mình sẽ truyền cái hemophilia thôi, nếu mà người ta bị bệnh lý hemophilia mình truyền vào để đảm bảo được quá trình đông máu cho họ. Cái bệnh thứ tư đó là bệnh thiếu vitamin K. Vitamin K nó không có nằm trong cái chuỗi đông máu nha các bạn. Nó là không có nằm trong cái chuỗi đông máu nội sinh hay ngoại sinh mà các bạn đã học. Mà vitamin K nó là một cái yếu tố để thúc đẩy cái quá trình hoạt hóa thôi. Nó là cái thứ phát thôi cho yếu tố số 10 và yếu tố số 2. Như vậy thì trong trường hợp mình thiếu vitamin K thì nó sẽ không có hoạt hóa được hai cái yếu tố đông máu này, nên là mình sẽ bị rối loạn đông máu. Thì cái vitamin K mình hay gặp nhất trong những bệnh lý ấy, vitamin K về mặt sinh lý là nó được sản sinh bởi những cái vi khuẩn thường trú ở trong đại tràng, trong ruột già. Như vậy thì khi mà chúng ta bị bệnh lý về ruột già, thì nó sẽ mất đi cái vitamin K. Hoặc điển hình hơn là những người mà họ nằm lâu ấy, điều trị kháng sinh kéo dài ấy, thì nó sẽ làm mất đi cái vi khuẩn thường trú ở hệ tiêu hóa. Như vậy người ta sẽ không có sản sinh được vitamin K. Nên các bạn thấy những người nào nằm lâu ấy, họ hay là dễ bị chảy máu lắm, mà da họ rất là mỏng. Khi mà mình chích thuốc vô cho họ, mình sẽ thấy là tự nhiên mình rút cái kim ra, đáng lý là người bình thường ấn một chút là nó sẽ cầm đúng không? Nhưng mà những người này không cầm, nó cứ chảy máu từ rỉ 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 từ chỗ đó ra. Nó không có chảy máu nhiều, nhưng mà nó chảy máu rỉ rỉ. Những người này nguy cơ của họ sẽ là thiếu máu mãn tính, nè, chứ không có thiếu máu cấp đâu. Tại vì nó chảy máu từ những cái chỗ có vết thương sẵn, nó rỉ rỉ ra thôi. Đó, là những cái người mà bị vậy, hoặc là những người mà họ nằm lâu ấy và họ ăn bằng cái đường tĩnh mạch ấy, họ không có ăn bằng cái đường tiêu hóa các bạn. Thì khi mình ăn bằng đường tĩnh mạch ấy, có nghĩa là người ta truyền bằng vào hệ tĩnh mạch cho mình, chứ họ không có ăn được bằng hệ tiêu hóa. Như vậy nó sẽ không có kích thích sinh ra cái vi khuẩn thường trú, và vi khuẩn thường trú nó sẽ chết đi. Như vậy thì nó cũng sẽ không có vitamin K. Đó, nên là hai đối tượng mình hay gặp đa phần là những người họ nằm lâu thôi, do một cái bệnh lý nền nào đó kém cái việc hấp thu. Như vậy thì những người này họ cũng sẽ chảy máu tự nhiên, chảy máu những chỗ có vết thương á, hoặc là chảy máu tự nhiên ở vùng da niêm thôi, chứ không có chảy máu nặng nội tạng đâu, không đến mức độ đó, tại vì nó là chỉ là yếu tố phụ thôi. Nhưng mà mình thiếu nó thì không được. Nên là khi mà mình xét nghiệm ra, mình sẽ thấy là chỉ có một yếu tố thôi, đó là cái thời gian đông máu kéo dài, và thêm một yếu tố nguy cơ đó là họ nằm lâu hay là họ thiếu cái vi khuẩn thường trú. À, như vậy thì mình sẽ tiêm vitamin K. Vitamin K thì mình sẽ tiêm dưới da. Trong trường hợp nặng lắm ấy, thì mình mới tiêm tĩnh mạch thôi, tại vì nó có nguy cơ là sốc. Nên mình sẽ tiêm dưới da, chứ không có chế phẩm uống nữa các bạn. Rồi cái bệnh cuối cùng mình học hôm nay đó là bệnh scleroderma. Cái bệnh này là do tổn thương thành mạch, do dị ứng. Cái này cũng là do yếu tố tự miễn thôi, nó nghĩa là dị ứng ấy. Chứ bữa trước mình học đó mày, dị ứng mà, đâu phải nguyên nhân do ai đâu, tự nhiên mình bị thôi.
thì tự nhiên mình bị đó, thì nó làm tổn thương cái thành mạch của mình, là cho mình dễ bị xuất huyết hơn, ở cái thành mạch máu mình nó dễ bị chảy ra hơn. Nó thì thường gặp ở trẻ em nhiều hơn là người lớn. Và triệu chứng ở đây mình sẽ thấy ha, mình có sẽ có những cái chấm xuất huyết ở dưới da của mình, tại vì nó giống như là bị những cái rash dị ứng đó, các bạn, những cái chấm dị ứng á. Tự nhiên nó có giống như các bạn gãi nhiều ấy, ví dụ thôi chứ không phải thực tế là vậy ha. Tự nhiên các bạn bị ngứa đúng không, các bạn gãi nhiều ấy, tự nhiên sau đó các bạn nổi lên những cái chấm khi li ti lại các rải rác ở chỗ các bạn mới gãi xong. Thì nó cũng là một cái yếu tố để mình nghĩ tới cái scoliosis hay nóc. Nhưng mà tất nhiên đối với những trường hợp mà bị scoliosis hay nóc thiệt ấy, thì nó nhiều lắm. Nhưng mà cái này đa phần nó là do dị ứng mà ra, nên là cái này nó cũng không phải là quá mà tổn ảnh hưởng đến tính mạng ấy. Nên là đa phần mình điều trị bằng cái thuốc dị ứng thôi, chứ mình cũng không có điều trị gì đặc biệt cho các bạn hay lý này hết ha. Rồi, nó là xuất huyết dạng dưới da ở những cái dạng chấm, xuất huyết ở rải rác ở cái vùng mà có dị ứng. Thì những cái vết xuất huyết này á, gặp ở cẳng chân ha, ở gần khớp và đối xứng, có thể kèm theo ban đỏ hoặc là mày đay đó, nên liên quan đến dị ứng thôi. Triệu chứng kèm theo thì có thể là đau lưng ha, nói với tại sao họ đau lưng nữa, nhưng mà do vấn đề do dị ứng thôi mà không biết tại sao. Rồi có những cái đau cơ đau khớp gì đó ha, đại khái vậy, nó cũng không có điển hình gì hết, nó chỉ có những cái chấm xuất huyết thôi. Về xét nghiệm thì cái này cũng không có gì đặc biệt luôn, mình không có xét nghiệm gì hết, nên là scoliosis hay nóc á, nó là một cái bệnh như tôi nói, nó không ảnh hưởng quá đến mẹ, nên nó là một cái bệnh loại trừ thôi. Có nghĩa là mình thấy có dị ứng này, rồi người ta có những dấu xuất huyết thì mình nghĩ tới đó, chứ mình không có làm gì hết. Chứ còn không có cái chẩn đoán nào cụ thể mà xét nghiệm mà nó thăm dò được hết. Thì người ta nói có những cái xét nghiệm thăm dò thành mạch ấy, như là cái laser á, thì đó là một cái kiểu thôi để mình làm thôi, nhưng thực tế thì cũng không ai làm cái đó giờ nữa. Người ta có thể đâu có loại trừ được nguyên nhân của tiểu cầu. Nên là đối với là scoliosis hay nóc, nó là một cái bệnh chẩn đoán cuối cùng, khi là các bạn loại được cái nguyên nhân đó không phải là tiểu cầu, nguyên nhân đó không phải là của huyết tương, của những cái đông máu, rồi thì mình nghĩ đến scoliosis hay nóc. Nếu bệnh này mình điều trị bằng thuốc dị ứng, prednisolone cũng là một cái nhóm trong dị ứng bữa mình nói rồi ha, điều trị bằng prednisolone nó giống như điều trị dị ứng thôi. Như vậy mình liệt kê qua ba cái bốn cái nhóm bệnh nãy mình nói ha. Rồi bây giờ mình chỉ ôn lại thôi. Ở đây ha, nhắc lại nha. Xuất huyết đó là xuất huyết là máu ra khỏi thành mạch. Cái thứ hai là có ba cái nhóm, do thành mạch bị tổn thương, do tiểu cầu và do huyết tương. Thì do thành mạch tổn thương nãy mình vừa học đó là scoliosis hay nóc. Do tiểu cầu thì mình có học cái bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn. Ha, do bệnh lý huyết tương thì mình có học cái liên quan tới hemophili. Nãy tôi nói về hoàng tộc, gia tộc Anh đó, với lại cái bệnh vitamin K. Thì đó, nên là nếu như mình xuất huyết thông thường do chấn thương thì khỏi bàn, nó là chấn thương rồi thì thôi mình sẽ bầm thôi. Như vậy thì mình sẽ có những cái dạng đó là xuất huyết da, xuất huyết niêm, xuất huyết nội tạng. Xuất huyết da hình như làm ơn phân biệt giùm tôi ha, nó là nốt, là chấm, là đám hay là mảng nha, hay là khối máu tụ. Khối máu tụ thì quá dễ rồi. Còn nốt thì là dưới 1 ha, dưới 1 mm, còn chấm là từ 1 tới 10 đó, rồi mảng là cao hơn 10 ha. Đó là đám mà tập hợp của mấy cái đó lại. Đó. Như vậy thì đây mình sẽ thấy ha, nếu một người họ chỉ bị xuất huyết cho một cái yếu tố chấn thương rõ ràng rồi ấy, thì nó sẽ tự hết. Còn nếu như cái đó mà nó lại không tự hết nữa mà nó lại phát sinh thêm những cái xuất huyết khác nữa, thì mình phải lưu ý đến các bạn hemophili như nãy mình đã nói. Hoặc là mình sẽ nghĩ tới những yếu tố về đông máu ha. Còn nếu một người họ kèm xuất huyết chấm rải rác ở da mà có kèm sốt nữa, thì cái yếu tố đầu tiên mình hay nghĩ nhất ở Việt Nam mình, ở khu vực Việt nhiệt đới này, đó chính là sốt xuất huyết ha, là dễ gặp nhất. Còn những cái bệnh lý như là xuất huyết cho giảm tiểu cầu tự miễn hay là do bệnh scoliosis hay nóc, thì đó là một cái bệnh lý loại trừ, có nghĩa là mình thấy người ta cũng giảm tiểu cầu đó mà không biết do nguyên nhân gì, không có sốt nè, không có khả sốt xuất huyết nè, không phải do cái bệnh lý liên quan tới suy tủy hay bệnh lý tủy liên quan đến tủy xương hay gì cả, mà thông thường thôi, chỉ mức độ từ nhẹ đến trung bình thôi. Thì nếu mà mình điều trị thử ha, nếu mà mình truy tiểu cầu vào mà thấy nó không ổn định, bữa sau nó vẫn giảm nữa, thì có thể đó là nguyên nhân của xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn, mình phải điều trị đặc hiệu bằng thuốc ức chế miễn dịch nha. Thì đó lại khá là như vậy. Đó là cái bệnh liên quan tới xuất huyết ha. Thì nó cũng xuất huyết thì mình phải hiểu ha, xuất huyết nó là có thể là cái hậu có thể là cái nguyên nhân của cái việc thiếu máu, có thể là từ nhẹ đến nặng thôi, nó sẽ gây tình trạng là thiếu máu. Rồi, đó là xong, đó là xuất huyết. Các bạn có thắc mắc gì trong cái bài xuất huyết này nữa không ạ? Nếu không thắc mắc gì thì mình sẽ nghỉ ha các bạn. Bữa sau mình sẽ học
Ở trên trường ha, học tập trung ha. Học tập trung thì mình học từ 1 giờ nha các bạn. Rồi, nếu không thắc mắc gì mình nghỉ nha. Chào các bạn nha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ha. Buổi 4 và buổi 6. Tôi nói vậy tôi mới nhớ, tôi chưa có thông báo trên diễn đàn ha. Ê, xong buổi 4, buổi 7 nha. Tôi sẽ thông báo lại trên diễn đàn. Sorry em. Tôi sẽ viết lại trên diễn đàn nha. Sớm thôi. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Chào các bạn.